nó dìm hàng chị mặc cái váy kia đứng đằng sau nó. Gọi cho anh Huy bảo bật VTV3 lên xem. Anh không dùng mạng nữa. Hai cái cục này của bọn đeo và đến lúc bà tìm cơ. Hỏi vì sao mà không thấy. Ừ, tại chồng. Quá đáng. Đưa cái điện thoại chồng đây để phải nhìn sang bên này. Không có không nhìn được đâu. Mắt kém lắm. Hello Hoa, hello Hương Trà. Hương Trà ơi, chị không like chân váy ngay đầu đâu em ơi, chị không like theo yêu cầu đâu nha. Chưa gì vào đã hỏi yêu cầu ngay chân váy thì chịu chết rồi. Em chào chị Nguyễn Thị Sinh. Hello Luyến Nguyễn. Em chào chị Tuyết Nguyễn Thị nha. Hello Hồ Trà My. Cho bé đi ông. Ờ. Áo đẹp không chị, lát nữa em like nhá. Ơ chồng kiếm đi thì như là để trên bàn mà ơi sao ấy. Hay ở trong cặp thì sao. Trong túi rồi chả để ý đi. Chuyển khoản chị mới cho lựa ở trên like đấy nhá Hương Còi ơi. Không chuyển khoản là quá tí nhiên 10 sản phẩm là chị vẫn tính giá lẻ bình thường nhá. Chị không tính giá xỉ cho em đâu nhá. Han Maria cố lên, hôm nay tối chủ nhật cũng không có nhiều lắm đâu. Khách không lên nhiều đâu. Ở trong túi này này. Trong ấy đây này. Đây xem trong tủ nữa. Tìm cho vợ đi. À Nguyễn Thu Nga hôm nay sẵn hàng xong sớm nên là sẵn hàng xong sớm nên là cố gắng like một bữa. Chứ còn ngày mai cũng có like được đâu. Hôm nay mà không like là phải đến đợi đến thứ ba, thứ tư mới like được đấy. Cái gì? Hồ Trà My nhanh xem nào chị dâu. Hồ Trà My là ai? Hồ Trà My là ai hả chồng? Vợ Kim Tổ cười cái gì? Nhấc cái chăn của mẹ lên hỏi mẹ. Cái gì? Trong tiện chị tìm đi đã, tìm cho em cái sạc dự phòng ấy. Rồi, may quá vào kịp. Ờ, được nha Diệu Linh ơi. Chuyển khoảng 500k là được cọc ở gì nhỉ, là được chọn xỉ ở trên live luôn nhá. Mọi người ơi, mọi người vào đi ạ. Mỗi người share cho em một là một share thôi ạ. Eo cái người em nó gầy quá, mặc áo trễ vai trông xấu hết cả cái áo. Cổ em như cái cổ ngỗng ấy. Cái gì nhỉ? Mọi người ơi, mỗi người vào share cho em một like nha. À share cho em một share nha. Em chỉ cần mỗi người một share thôi, em không cần nhiều quá. Cái số lượng người xem của nhà em chỉ muốn giới hạn trong khoảng từ 1 đến 200 like, 200 view thôi, em không muốn đông quá đâu. Đông quá chốt mệt lắm. Diệu Linh ơi, chị đang like thế này thì em inbox kiểu gì? Thì chị không đọc được, không check được inbox đâu em nha. Em cái gì nhỉ? Em chuyển khoản, tự động chuyển khoản ở trên số tài khoản ở trên ảnh bìa của chị nhá Diệu Linh. Số tài khoản ở trên ảnh bìa nhá. Hôm nay em sẽ like đồ rất là nhiều đồ mới này. Mọi người cứ kiện cáo em bảo là like cái gì ta? Like chân váy rồi quần rồi. Quần các kiểu rất là nhiều rồi mà áo không like. Thì đợt này em cho mọi người rất là nhiều áo luôn nhá. Để mọi người có cả áo cả quần luôn nhá. Đồ nhà em chắc chắn là mọi người xem thì mọi người đều biết rồi. Hàng nhà em, thứ nhất là hàng nhà em đảm bảo cho mọi người về chất lượng. Thứ hai là hình em up như thế nào thì hàng sẽ như vậy. Và thứ ba đó là em đảm bảo cả về giá cho mọi người luôn. So với giá rất là cạnh tranh so với thị trường luôn nhá. Thế là mọi người chờ em một chút xíu, mỗi người share cho em một share đi ạ. Hàng áo chị mặc siêu rẻ luôn. Lát nữa chị sẽ công bố cho mọi người giá sốc luôn nhá. Cái gì nhỉ? Em là chị Nguyễn Hà. Hello mọi người, hello hơn 100 người đang coi rồi. Bóng bon nhìn thấy bóng bon rồi nhá. Đợi em chút xíu xong rồi chúng ta sẽ like nhá. Cái áo em nhún em đang mặc đây là cái áo hàng Quảng Châu nhá mọi người, không phải hàng Việt Nam may lại đâu ạ. Đợi em chút xíu. Cái áo em đang mặc là hàng Quảng Châu nha bà con ơi. Phân biệt giúp em với ạ. Thực ra là như thế này, những cái mẫu mà như kiểu như em đang mặc này thì trên thị trường họ có rất nhiều, mà kiểu là những cái mẫu mà may nhái lại của Việt Nam nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà mọi người lưu ý nhá, những cái hàng mà may nhái của Việt Nam á thì cái này này,
cái này là nó sẽ không giữ được cái độ giữ ở trên vai mình như thế này đâu, mà cảm giác nó rất là co rúm ấy, nó không giữ được cái độ phẳng ở trên vai này mình như thế này đâu. Cái nhún này của nó này nó làm sẽ không được đẹp nhá mọi người. Cho nên là mọi người sẽ phân biệt giúp em với. Em nói với mọi người này, cái mẫu em đang mặc là mẫu hàng Quảng Châu nhá mọi người. Cố gắng lên, những ai mà chưa bao giờ mua được hàng cố gắng lên nhá. Hôm nay cố gắng chốt hàng nhá. Em sẽ mở đầu luôn bằng cái mẫu em đang mặc đi cho mọi người hào hứng tí nhá. Nhiều lắm, cái mẫu em đang mặc thì nó nhiều màu lắm. Mà em đã mặc thử tất cả những cái màu ở trong bảng màu mà cái mẫu em đang mặc này. Cái màu nào mặc lên nó cũng rất là xinh. Như em thì em rất thích những cái màu liên quan đến màu nó hơi kiểu màu đỏ đô như thế này này thì em lại thích hơn. Thế cho nên là em sẽ mặc cái màu này, còn thực ra là tất cả các màu còn lại màu nào cũng xinh. Em sẽ thử cho mọi người coi luôn này. Cái bảng màu của nó thì rất là đa dạng luôn nhá. Các bạn xỉ lưu ý giúp em này. Em nói với cả xỉ luôn nhá. Những bạn xỉ nào mà muốn lựa xỉ trên live yêu cầu bắt buộc đó là phải cọc cạc vật cọc mà ít nhất là 500.000, chuyển khoản cho em ít nhất là 500.000 thì em mới cho lựa xỉ trên live. Còn nếu không thì các bạn lựa số lượng bao nhiêu em vẫn tính giá lẻ như bình thường, được không ạ? Thế các bạn xỉ lưu ý giúp em với nhá. Với lại là hàng nhà em á thì thứ nhất em nói với cả các bạn cả khách lẻ lẫn cả khách xỉ, như lưu ý giúp em này, khách lẻ này kể cả khách cũ lẫn khách mới, tất cả những ai có đơn vui làm inbox cho em. Nhưng bạn nào là khách cũ thì inbox cho em, chỉ cần inbox cho em là có đơn là được rồi, để khi mà em check nó không bị nhầm. Vừa rồi thì em cũng xả khá là nhiều đơn của khách cũ, để cho các chị khách cũ nhớ được rằng giúp em rằng là nhà em chốt đơn bất kỳ một khách nào cũng phải inbox cho em nhá, kể cả khách cũ lẫn khách mới đều phải inbox thì em mới chốt đơn, còn nếu không thì em sẽ không chốt đâu ạ. Rồi em bắt đầu bằng cái mẫu em đang mặc này. Em nói lại là cái mẫu em đang mặc nó là áo bèo nhún hàng Quảng Châu, không phải hàng Việt Nam, lưu ý cho em nhá. Hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam. Cái này mọi người có thể kết hợp với chân váy giống như em cũng được, hoặc là mọi người có thể là kết hợp với cả quần short cũng rất là đẹp nhá. Quần short hay là quần jean đều rất là đẹp. Cái này mọi người có thể mặc lên cao như thế này cũng ok luôn, không vấn đề gì cả. Nhìn cho em này. Đấy, cái dáng em mặc lên cao cũng rất ok đúng không ạ? Còn nếu mọi người mà kiểu thích điệu đà hơn mà đi biển đi chơi á thì mọi người sẽ mặc thế này cho em. Và em chỉ bán cho mọi người với giá là 80k nhá. Cái này còn một cách kết hợp nữa rất là đẹp. Đó là mọi người có thể là mua cho em cái choker như thế này. Lát nữa em bán rất là nhiều áo choker nhá, đẹp lắm luôn, áo kiểu này rất đẹp. Mọi người có thể làm một cái choker như thế này cho em này. Nhìn cho em này. Chị Ánh ơi, chị đeo giúp em cái này được không? Em thử cho mọi người thôi nhá. Em thử này. Đeo cho em. Đây, em sẽ đeo cho mọi người coi. Nếu mà em đeo một cái choker vào nên cái áo nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây là em mix cho mọi người một cách mình mix phụ kiện nhá, để cho nó đẹp thôi. Đấy, mọi người nhìn cho em này. Khi mà chúng ta, tại vì tóc của em nó hơi ngắn một chút, cho nên là mọi người có thể là nhìn chưa được rõ ra. Chứ còn nếu mà mọi người, như ai mà tóc ngắn hơn á, mọi người chỉ cần để hở vai như thế này và thêm một cái choker cổ này là cái áo của mình nó tăng lên giá trị rất là nhiều và trông của mình nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, nhìn cho em nhá. Nhớ nha, đây là em mách mọi người nhá, cái choker này nó rất là rẻ thôi. Cái choker này nó rất là rẻ, nếu mọi người thích thì bữa sau em sẽ bán kèm cả cái này cho mọi người coi luôn nhá. Em coi gần như cái này nó em sẽ là để tặng cho mọi người, để cho nó là cho hàng cho nó kêu mọi người mix đồ cho đẹp thôi. Đây nhìn cho em này, nhìn lại cho em nhá, rất là đẹp. Và nó là hàng Quảng Châu nhá, lưu ý cho em không phải hàng Việt Nam. Nhắc lại cho để mọi người nhớ nhá. Hàng áo choker, ok chị Xuân Nguyễn, lên áo choker rất đẹp. Nó là cũng là hàng Quảng Châu luôn. Rồi hàng đính đá cũng siêu đẹp luôn nhá. Em bắt đầu chốt cái áo mẫu em đang mặc mà 80k, mọi người chờ em một chút xíu đi ạ. Cái anh ơi. Khổ em, khổ. Chết mất. Em đau lòng quá. Chết mất rồi. Nha, nhớ lại cho em là cố gắng về mua thêm một cái choker ở cổ này cho đẹp nha. Rồi, bắt đầu em chốt này. Ủa, cái này nó có nhiều màu quá, bây giờ biết chốt kiểu gì bây giờ. Cái bảng màu nó quá là đa dạng luôn, em đã phần xỉ rồi nha. Khách xỉ nhớ giúp em là em đã phần các chị rồi, nhưng các chị không phải lo đâu nha. Cái này em để bán cho khách lẻ thôi, còn khách xỉ đã có rồi nhá. Khách xỉ đã có rồi. Nó có bảng màu nó rất là đa dạng nhá. Em nhắc lại trước khi chốt em nhắc lại một cái nữa này. Những ai đã chốt hàng chắc chắn giúp em. Những ai mà đã chốt hàng mà thứ nhất là không cho em thông tin là một, là em sẽ lưu vào danh sách đen, lần sau em không bao giờ em chốt. Thứ hai là những ai mà chốt hàng mà đổi hàng các thứ này em sẽ xả cả đơn hàng nhá, vì em sẽ không mất công em tìm lại hàng đâu, nhớ lại cho em. Rồi mã này em chỉ bán mở đầu cho mọi người với giá là 80k. Mã này em có màu, cái này em gọi là màu đỏ đô đi nhá. À màu đỏ đi, gọi là màu đỏ này. Màu đen này, màu trắng này, mọi người comment cho em là 80 bi đỏ này, 80 bi đen này,
80 bi trắng này hoặc 80 bi hồng, được chưa ạ? Cái này nó có bảng màu của nó sẽ rồi. Có vẻ là nó hơi bị cao quá, em cho mọi người hơi thấp xuống tí nhá. Tôi mới lại cho em là bi nhá. Em thấy mọi người comment rất là nhiều rồi, nhưng mọi người comment chuẩn cho em nhá. Kèm theo em là bi kèm theo màu nhá. Nó còn rất là nhiều nữa cơ, nó không phải có mỗi là bi đâu. Từ rồi em bắt đầu em chốt này. Minh Thúy Trần 80 bi trắng này. Cái này của 80 bi trắng là của Minh Thúy Trần không dấu. Chồng ơi, chồng ghi cho chị Ánh đi. Chồng bỏ ghim cho vợ đi. Đây này, vẫn còn ghim đây này. Minh Thúy Trần không dấu này. Minh Thúy Trần không dấu. Chồng ơi, có cái bút nào nữa không? Bút này không biết được đâu. Chị Ánh đưa em cái bút này. Rồi, đưa một bút đây. Minh Thúy Trần không dấu bi. Đâu rồi? Minh Thúy Trần không dấu bi trắng này. Lê Thu Hiền bi trắng này. Của chị Lê Thu Hiền. Lê Thu Hiền bi trắng chỉ có 80k thôi ạ. Elena Nguyễn bi đỏ. Ok, Elena Nguyễn này. Em phải giữ một cái rồi. Elena Nguyễn. Elena Nguyễn bi đỏ này. Ok này. Ngọc Tâm Đan bi đỏ và hồng. Ok Ngọc Tâm Đan. Ngọc Tâm Đan khách mới nhớ vui lòng inbox thông tin cho mình nhá. Ngọc Tâm Đan ơi, nhớ giúp em nha. Ngọc Tâm Đan này, em giữ lại cho khách lẻ một chút, một ít thôi. Bi đỏ này, Ngọc Tâm Đan. Bi hồng này. Ok này, Ngọc Tâm Đan có rồi nhá. Trần Lan bi đỏ đô. Ok Trần Lan này. Trần Lan không giấu 80 bi đỏ đô của Trần Lan này. Bi đỏ em hết rồi nha. Em chỉ còn bi đen và bi hồng. Em chỉ còn bi đen và bi hồng thôi. Chỉ còn bi đen và bi hồng. Cho Hoa Hoàng bi đen. Nhóc xinh ơi, chị chưa đi chơi đâu. Của chị Hoa Hoàng bi đen này. Chị nghỉ sinh làm mấy bữa sinh nhật đi chứ. Cho chị Hoa Hoàng bi đen nha. Cho chị Hoa Hoàng bi đen này. Rồi em chỉ còn bi hồng và bi đen thôi nhá. Chỉ còn bi hồng và bi đen thôi. Ai chốt bi đen và bi hồng thì em sẽ chốt cho nha. Bi đen của chị Nguyệt Diamond. Của chị Nguyệt Diamond này. Em sẽ viết lên đây nữa để cho mọi người nhìn nhá. Rồi em còn một cái bi hồng. Bi hồng này cho ai đi ạ? Bi hồng. Trời ơi, toàn thấy bi đỏ. Em giữ lại một cái em mặc rồi. Bi hồng của Thanh Hương không giấu này. Chị Thanh Hương có giấu. Chị Thanh Hương nhớ inbox cho em nhá. Cái tên Thanh Hương này em không thể tìm được Facebook đâu, nên chị phải tìm cho em nhá. Rồi chỉ có 80k thôi. Mọi người có thể nhiều cách mặc nhá. Mặc như thế này cũng được, kéo ra làm bẹt vai cũng ok luôn nhá. Tiếp, mã đó vẫn còn, nhưng mà nó sẽ là kiểu khác. Nó chỉ là họa tiết khác thôi. Cái mã này nó còn đẹp hơn cả mã bi luôn. Mọi người cứ tưởng em nhá mã bi là đẹp nhất, nhưng mà cái mã này nó còn đẹp hơn mã bi. Đấy nhá, đợi em chút xíu. Để em một chút xíu nha. Cái gì nhỉ? Đâu rồi, cái mã này đúng này đúng không? Rồi, đến mã này nó là mã kẻ, cũng là 80k nhá. Mọi người cứ comment đúng cú pháp thì em sẽ chốt, vì em chốt từ trên chốt xuống nha. Bà bảo là tôi có rất nhiều em ơi, có rất là nhiều. Tiếp đến mã này. Em cho mọi người coi, đảm bảo cho mọi người màu nào cũng đẹp, không màu nào là xấu. Em sẽ cho mọi người coi cái màu mà em thấy là ok nhất nha. Từ từ để em chút xíu đi. Tại vì hàng về mới chỉ kịp là soạn hàng thôi, chứ còn là xếp hàng gọn ghiếc ghẽ cái thứ này em cũng chưa xếp được. Đây. Đây nó đây, tiếp theo nó là cùng mã bệt vai như thế, nhưng mà nó là hàng kẻ nhá. Em cho mọi người coi này. Đây. Đây là cái này, nó là kẻ hồng này, xinh chưa? Vô cùng xinh đúng không ạ? Kẻ hồng này. Kẻ xanh, cái màu này là em thích nhất này. Đây là em thích nhất trong bảng màu này. Mặc nó tất cả mọi người mặc đều đẹp, đặc biệt là bạn nào mà trắng trắng nữa mặc cái màu này vô cùng nổi luôn. Đấy là kẻ xanh nhá. Và một cái nữa đó là kẻ vàng. Comment cho em là 80 kèm theo kẻ màu gì đó nhá. Đây là màu vàng này. Comment cho em là 80 kèm theo kẻ 80 thì kèm theo màu cho em. 80 kẻ vàng hoặc 80 kẻ xanh hoặc 80 kẻ hồng nhá. Nhớ cho em. Bánh bao ơi sao lại bực vậy? Bánh bao ơi. Gì nhỉ, mọi người lưu ý cho em sẽ chốt từ trên chốt xuống, mọi người cứ yên tâm như vậy nhá. Rồi, 80 kẻ xanh của chị Hoa Hoàng. Hoa Hoàng có đơn rồi. 80 kẻ xanh, ok. Minh Thúy Trần kẻ xanh. Ok, Minh Thúy Trần không giấu. Cái gì nhỉ? Minh Thúy Trần không giấu có rồi. 80k nhá mọi người. 80 kẻ xanh của Nguyễn Huế không giấu. Cái này của Nguyễn Huế không giấu, đơn mới này. Khách hàng có đơn nhớ vui lòng inbox cho em nha.
Không có, không inbox cho em xả đơn đó. Nguyễn Huế không giấu có rồi này. Hoài Đức Đỗ kẻ xanh. Ok, Hoài Đức Đỗ không giấu. Hoài Đức Đỗ, hàng nhà em chuẩn hình 100%. Không có hàng nhái. Hoài Đức Đỗ kẻ xanh ok. Chị Hằng nghĩ thôi, em giữ em mặc rồi chị ơi. Trọng Tường Tiến Tươi. Đơn khách lạ vậy. Khách này lần đầu tiên mua hàng nhà mình chồng ơi. Trọng Tường Tiến Tươi. Bạn Trọng Tường Tiến Tươi vui lòng là inbox đầy đủ thông tin cho mình và chốt đơn từ hai sản phẩm nhá. Một sản phẩm nhà mình sẽ xả đơn. Rồi, bạn rồi tiên là cái gì nữa nhỉ? Minh Nguyễn ơi, chị có nhìn thấy em nè. Nguyễn Hà kẻ hồng và xanh ok chị Nguyễn Hà. Chị Nguyễn Hà kẻ hồng này. Chị Nguyễn Hà này. Nguyễn Hà này kẻ hồng này. Nguyễn Hà kẻ xanh này. Lát nữa em sẽ cho một nhân viên mới like cho mọi người coi. Chị Nguyễn Hà có hai cái rồi nha. Chị Nguyễn Huyền chị có nhìn thấy này à? Linh Linh Trịnh kẻ xanh và kẻ hồng. Ok Linh Linh Trịnh. Kẻ hồng của Linh Linh Trịnh. Linh Linh Trịnh đủ đơn rồi, inbox đầy đủ thông tin nha Linh Linh Trịnh ơi. Linh Linh Trịnh này. Úi giời ơi, nhầm rồi. Linh Linh Trịnh hai cái, kẻ hồng và kẻ xanh này. Linh Linh Trịnh. Đảm bảo màu nào mà cũng đẹp luôn. Cái bảng màu của em là quá tuyệt vời luôn ấy. Không thể chê được cái màu xanh này mọi người. Chốt tẹt ga đi mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Minh Trang Thần Nguyễn không giấu. Ố chốt từ hai sản phẩm nha mọi người. Cuối live em xả đơn một nha. Không giữ đơn đâu. Nguyên tắc nhà em không giữ đơn, giữ đơn mệt lắm. Minh Trang Thần Nguyên không giấu. Kẻ xanh ok. Linh Trần kẻ hồng. Linh Trần kẻ hồng này. Linh Trần có dấu kẻ hồng. Linh Trần nhớ inbox đầy đủ thông tin nhé Linh Trần ơi. Thùy Linh nhắn tin toàn không trả lời. Nhắn tin ở đâu không trả lời hả Thùy Linh? Nhà chị chuyên sỉ Bin Ruby ơi. Chị Liên Việt comment sai rồi nha. Chị cầu vòng kẻ vàng. Comment đúng cú pháp em mới để hàng nhá. Comment sai cú pháp em không để đâu ạ. Chị cầu vòng để cầu vòng kẻ vàng ok, chị cầu vòng có rồi nè. Comment cho em chuẩn cú pháp là 80 kèm theo kẻ màu gì nhá. Linh Trần kẻ xanh và kẻ hồng vừa nãy Linh Trần màu gì chồng ơi? Linh Trần vừa nãy màu gì rồi? Hồng. Kẻ hồng rồi đúng không? Cho thêm Linh Trần kẻ xanh nhá. Kéo kéo xuống cho nó đẹp. Cho thêm Linh Trần kẻ xanh này. À chị đang mặc có 80k thêm Minh Tuyết. Thùy Linh kẻ xanh ok Thùy Linh. Thùy Linh có dấu này. Thùy Linh có dấu kẻ xanh. Thùy Linh có dấu kẻ xanh này, có số điện thoại luôn này chồng ơi. Ghi được không? Đưa đây vợ ghi cho. Đây chị, em đọc cho chị ghi luôn này. 0163 500 8999. Linh Trần có rồi đúng không nhỉ? 8999. Linh Trần có rồi đúng không chồng? Nguyễn Hà kẻ xanh và hồng có rồi này. Còn ai nữa không ạ? Comment đúng cú pháp cho em nha. Linh Trần có rồi. Minh Hoàng. Minh Hoàng kẻ xanh. Minh Hoàng khách mới vậy ta. Khách nhớ giúp em nhá. Tất cả khách mới nhà em chốt đơn từ hai sản phẩm. Một sản phẩm em không chốt đâu ạ. Một sản phẩm em không chốt đâu nhá. Và phải inbox đầy đủ thông tin cho em. Minh Hoàng có đơn rồi nha. Minh Hoàng này. Minh Hoàng 80 kẻ xanh có rồi. Comment cho em đúng cú pháp là 80 kèm theo màu nha. Linh Trần có rồi. Trời ơi. Đây là giá lẻ Minh Hiền. Thế nhà anh bực ghê cái gì. Có nhìn thấy comment của Thế nhà anh đâu mà bực. Trời ơi, Thùy Linh cũng bực tôi luôn. Trời ơi. Không nhìn thấy luôn. Hằng Harry kẻ xanh. Trời ơi, em comment 3 lần rồi. Cho Hằng Harry một cái nha. Chị có nhìn thấy đâu. Nó bị ẩn comment sao á. Mọi người share bài đi để cho nó tăng tương tác. Không là em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Đừng có kiện cáo em làm gì. Hằng Harry có rồi này. Thế nhé anh kẻ hồng với xanh. Trời ơi. Thế nhé anh này. Comment cho em chuẩn đi. Không là mọi người kiện cáo bây giờ. 80 kèm theo 80 kèm theo màu cho em. Thế nhé anh này. Hai cái kẻ hồng. Kẻ hồng còn một cái cuối cùng cho Thế nhé anh này. Chồng ơi cho vào trong túi này của Thế nhé anh nhá. Thế nhé anh hai cái rồi. Cái gì nhỉ? Đừng có hỏi em giá xỉ ở đây. Xỉ inbox Zalo cho em nhá. Rồi còn ai nữa không ạ? Nguyễn Huyền kẻ xanh có rồi đúng không? Nguyễn Huyền kẻ xanh đúng không ấy? Em chỉ còn là kẻ vàng và kẻ xanh nhé mọi người. Em chỉ còn kẻ vàng và kẻ xanh thôi.
kẻ xanh của chị Nguyễn Huyền có chưa? Chấm. Nguyễn Huế cũng có kẻ xanh rồi đúng không? Huế. Ừ. Nguyễn Huế đúng không? Rồi rồi, rồi em chỉ còn là kẻ xanh và còn kẻ xanh và kẻ vàng thôi nhá. Nhiều người kiện cáo quá mà em có đọc được comment đâu, em đọc từ trên xuống dưới, em không bỏ qua một ai luôn á. Đây này, em xông lại cho mọi người coi nha. Đây, cái bệt vai nó như thế này. Em đang của em tóc nó ngắn lắm ra là nó cứ bị che mất cái dáng. Màu vàng nó sẽ như thế này. Siêu yêu luôn, còn cái màu này em còn thích hơn màu vàng. Màu này là cái màu em thích nhất trong bảng màu. Mặc cực kỳ đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nhá. Mọi người comment cho em bây giờ chỉ còn là 80 kẻ xanh hoặc 80 kẻ vàng hết nhá. Hàng tạ kẻ vàng và kẻ xanh, ok chị hàng tạ hai cái. Chị hàng tạ một cái kẻ vàng, một cái kẻ xanh. Chồng ghi đi cho. Hàng tạ hai cái. Ok chị hàng tạ hai cái rồi. Hết sạch chấm bi nha, mọi người nhớ cho em này. Em chỉ còn hai cái kẻ vàng và hai cái kẻ xanh là hết. Không comment nhanh em qua mẫu nha. Không comment nhanh là em qua mẫu. Chỉ còn kẻ vàng và kẻ xanh là hết nha. Chốt màu nào nhớ cho em. Chị Phương Lan Hoàng kẻ xanh. Ok Phương Lan Hoàng kẻ xanh. Phương Lan Hoàng kẻ xanh. Ây da, ây da. Có nhiều mẫu đẹp lắm. Em không đổi hàng nha, chị Cầu Vồng lưu ý cho em này. Ai mà bảo đổi hàng, đổi và đổi đổi mẫu hay là cái gì đấy là em xả đơn á. Bất kỳ ai nhá. Nhà em mất công lắm, em không tìm lại để em đổi cho mọi người được đâu. Càng về sau càng nhiều mẫu đẹp mọi người lại cứ đổi cho em như thế là em chết luôn. Ngọc Tâm Đan 80 kẻ gì cũng được. Cho Ngọc Tâm Đan cái kẻ vàng này nhá. Ngọc Tâm Đan này. Cho Ngọc Tâm Đan kẻ vàng này. Rồi, còn một vàng một xanh thôi nhá. Còn một vàng một xanh thôi. Hoàng Minh Nguyệt kẻ vàng. Đâu rồi? Hoàng Minh Nguyệt em cho cái này lên cho nó dễ like nhá. Hoàng Minh Nguyệt. Mọi người ơi còn nhiều mẫu lắm. Từ từ các bác cứ bình tĩnh. Hoàng Minh Nguyệt này. Kẻ vàng chị ơi. Hoàng Minh Nguyệt kẻ vàng. Rồi em còn một cái kẻ xanh. Em còn một cái kẻ xanh thôi. Còn một cái kẻ xanh của Tuyết Lê không giấu hết nhá. Hết sạch rồi. Em để em chỉ bán lẻ ngần này thôi nhá. Tuyết Lê không giấu này. Em chỉ bán lẻ ngần đấy thôi. Cũng mấy chục cái rồi còn gì. Em còn em xin phép em xin lại cái này. Em xin lại cái này em mặc. Áo đẹp mà trời ơi không phải chê một tí nào luôn. Hàng đẹp luôn, kết hợp kiểu gì cũng đẹp. Yên để em sang mẫu khác nha. Rồi đến cái mẫu này bây giờ đảm bảo mọi người luyện tay đi nhá. Mẫu này đảm bảo luyện tay đi. Luyện tay đi mọi người. Cái mẫu này thì mọi người yên tâm một điều là nó rất nhiều. Đó cái mẫu lần trước mà em like mà mọi người cứ giành nhau á. Bây giờ em mặc lại nhá. Em mặc lại cho mọi người coi đây. Nào trời ơi. Mẫu này em đã mặc trên live rồi. Bữa trước mọi người dành nhau quá trời luôn mà em không còn đủ hàng vì em chia cho xỉ rồi. Bữa này em sẽ dành lại một ít cho mọi người nhá. Là cái mẫu tu rua này. Trời ơi nhớ chưa ạ? Cái mẫu này nhớ chưa ạ? Em like trên live rất là mọi người đã rất là thích rồi. Em xem cái bảng màu lần này về nhá. Mã này là 90k nè. Để em mặc lên. Em mặc lên nha. Hôm trước em mặc màu hồng này được rồi đúng không? Trước mặc màu hồng rồi. Thì hôm nay em sẽ mặc màu em mặc màu đen đi, để em thích màu đen. Em sẽ mặc màu đen nhá. Ơ này nhiều áo lắm, à nhiều đồ lắm Jun Jun ơi. Lai cả quần cả chân váy các kiểu nữa mà, còn lai nhiều lắm. Rồi. Em sẽ mặc mã này cho mọi người coi nhá, mẫu này còn lung linh hơn luôn. Để em mặc lại nha, đợi em chút xíu, em thay đồ đã. Để em một tí. Anh chuẩn bị lai được chưa? Đấy em chút xíu em thay đồ nha mọi người. Em chút xíu em thay đồ thôi. Rồi cái này giữ cho em để em mặc đi chơi. Cái này giữ cho em cứ lên giường. Cái này giường đi. Cái này em mặc với cả chân váy màu đen thì nó không nổi lắm đấy mọi người nhá. Mọi người kết hợp với cả chân váy màu cho em. Với cái áo màu đen này nhá. Còn những cái màu khác là mọi người kết hợp với màu gì cũng được. Nó cũng là dáng bệt vai nha mọi người. Đây. Tại cái tóc của em thế này đâm ra là mọi người sẽ không nhìn rõ được. Tóc của em là mọi người sẽ không nhìn rõ được. Đây cái dáng bệt vai nó như thế này. Rất là xinh luôn. Chị ơi cái này thì rồi cứ bỏ ra. Cái mã này thì nó là 90k nha mọi người. Cái vải của nó, cái vải này nó là cái dạng vải van đũi.
rất là mát luôn, mặc siêu mát luôn. Mã này rơi vào tầm 55-56 kg, đổi lại mặc vừa cho em nhá. Em sẽ có rất nhiều màu. Cái mã này là 90, còn mê thêm là 90, kèm theo màu hồng này, hồng này, màu xanh này. Đây là màu xanh này, bảng màu cũng rất là đẹp luôn. Tất cả bảng màu, mọi người yên tâm một điều là em lựa rất là đẹp luôn. Màu xanh này, em giữ lại cho lẻ khá là nhiều. Đây là màu vàng này, vàng này, màu trắng này. Đấy, màu vàng, à màu trắng này. Cái này em gọi là màu nâu nha mọi người. Cái này là màu nâu bò nữa này, nâu bò này. Đấy, bảng màu nó như vậy. Comment cho em 90 kèm màu. Nói chung là bữa trước mọi người dành nhau quá trời luôn, không được thì bữa nay mọi người cố gắng dành lại nhá. Rồi em sẽ chốt từ trên chốt xuống. Mã này là 90k, mọi người biết rồi đúng không ạ? Chứ em không phải nói thêm nữa về mã này. Ok, của chị Hằng Hip 90 đen. Ok, chị Hằng Hip này. Hằng Hip ơi, cố gắng chốt đủ đơn cho em nha. Bữa trước em phải xả đơn của chị đó. Cái này của Hằng Hip. Hằng Hip 90 đen này. Ok, Hằng Hip 90 đen rồi này. Lê Huyền 90 vàng. Ok, Lê Huyền có 90 vàng này. Lê Huyền có dấu 90 vàng này. Lê Huyền có dấu 90 vàng. Thúy Linh ơi, bạn chốt đúng cú pháp cho mình nhá, vì mình không ưu tiên cho ai được. Tiêu Sâu 90 hồng. Ok, Tiêu Sâu này. Tiêu Sâu này. Ok, Tiêu Sâu có rồi. Thùy Trịnh Thanh 90 hồng. Ok, Thùy Trịnh Thanh này. Thùy Trịnh Thanh. Cố gắng chốt đủ đơn nha, em xả thì mọi người rất là phí luôn đấy. Rồi, ok, Thùy Trịnh Thanh có 90 hồng rồi này. Hoàng Minh Nguyệt có màu đen này. Cái này của Hoàng Minh Nguyệt. Có đơn rồi đúng không? Hoàng Minh Nguyệt màu đen này. Bướng Bỉnh màu xanh này. Bướng Bỉnh này. Bướng Bỉnh ơi, cố gắng chốt đủ đơn nhá. Hôm trước, à có phải đơn Bướng Bỉnh hôm trước phải xả không? Cái cục ở chỗ này này, vợ để mất mấy ngày liền của Bướng Bỉnh đấy. Đơn của Bướng Bỉnh để riêng ra đã nhá. Cục Bướng Bỉnh này, hôm trước nếu còn nhớ không nhầm thì để ở đây một lúc, à để đây rất là lâu mà không chốt được. Lê Thu Hiền 90 vàng. Ok, chị Lê Thu Hiền này. Em cho chị Lê Thu Hiền này. Bướng Bỉnh vui lòng inbox thông tin luôn đi, nếu nhớ không nhầm thì hôm trước phải xả đơn của Bướng Bỉnh mặc dù để rất là lâu. Bánh Bao 90 xanh. Ok, Bánh Bao. Bánh Bao 90 xanh này. Chị Sky Miền comment sai rồi. Lê Huyền 90 vàng có chưa? Lê Huyền. Lê Huyền có chưa? Lê Huyền có vàng rồi ạ. Chị Sky Miền đen 90. Ok, chị Sky Miền này. Của chị Sky Miền này. 90k này. Phạm Thái Phương 90 vàng này. Bảng màu mọi người không cần phải quan tâm đâu, thật sự là nó rất là đẹp. Em lựa bảng màu thì mọi người yên tâm một điều nhé, em không có ôm lô mà 100% mẫu chọn. Nên mọi người yên tâm nhá. Quyên Đặng 90 vàng. Quyên Đặng cố gắng chốt đủ đơn cho chị nhá. Quyên Đặng rồi. Minh Hoàng 90 màu đen. Ok, Minh Hoàng đủ đơn rồi. Đơn rồi. Minh Hoàng inbox thông tin luôn cho mình nhá, Minh Hoàng ơi. Minh Hoàng inbox đầy đủ thông tin luôn nhá. Thủy Trịnh Thanh. Thủy Trịnh Thanh không giấu 90 vàng có rồi đúng không? Thủy Trịnh Thanh chồng nhìn đi. Thủy Trịnh Thanh. No. Thủy Trịnh Thanh vừa nãy cái màu nâu. Bây giờ Thủy Trịnh Thanh này cái màu vàng nó là như thế nào đây? Không chốt màu vàng nữa nhá Thủy Trịnh Thanh. Lê Thu Hiền 90 vàng có rồi đúng không? Nguyệt Diamond màu nâu. Màu nâu quá đẹp luôn, chị Nguyệt Diamond hơi bị sành đấy. Màu nâu hơi bị đẹp. Ok, cho chị Lê Thu Hiền. À cái gì nhỉ? Ai màu nâu nhỉ? Nguyệt Diamond nhé. Nguyệt Diamond này. Không chốt thêm cho Thủy Trịnh Thanh màu kia đâu, bởi vì là không biết thế nào. Mọi người ơi, ai đã chốt một màu mà em đã chốt cho rồi, mọi người muốn lấy thêm thì mọi người sẽ comment cho em là màu kèm theo chữ thêm cho em nhá, để em còn biết nhá. Màu kèm theo chữ thêm cho em. Rồi xem ai nữa nào. Chưa, máy chồng lại đơ rồi. Không vuốt được. Trời ơi. Từ từ để em chút xíu nhá. Khổ thế nhỉ. Cái gì đây, nó bị làm sao đây. Rồi tiếp theo nha mọi người. Em chốt tiếp này chị Hằng Hip 90 trắng này. Hằng Hip có đơn chưa? Hằng Hip có chưa? Có cái màu này chưa? Chị Hằng Hip ơi, vừa nãy chị chốt trắng, bây giờ chị chốt đen ơi, không chốt thêm cho chị nhá chị Hằng Hip. Mọi người comment đúng cho em. Em chị Hằng Hip vừa được có đen rồi, em không chốt thêm cho chị nữa nhỉ.
Thêm thì phải bảo thêm nhưng mà người ta không bảo thêm. Chị ngồi im. Cầu Vồng 90 hồng. Trời ơi. Nguyễn Huyền 90 hồng có chưa? Hàng hít bỏ cái này ra. Nguyễn Huyền 90 hồng có chưa? Comment nó cứ nhảy tùm lum hết thế mọi người ơi. Em chả hiểu sao ấy, nó nhảy tùm lum hết rồi. Rồi có cho chị Nguyễn Huyền 90 hồng này. Nguyễn Huyền 90 hồng này. Hương Lavender 90 nâu. Hương Lavender xong rồi comment nó nhảy ghê đấy nhỉ. Hương Lavender 90 nâu này. Chị Hằng Hip comment hai lần hai màu khác nhau em chưa chốt cho chị đâu nhá. Thế nhà anh 90 trắng. Thế nhà anh 90 trắng này. Vân Vịt 90 trắng. Vân Vịt 90 trắng, Vân Vịt qua nhà lấy đấy. Phạm Thái Phương 90 vàng có chưa? Phạm Thái Phương 90 vàng. Rồi. Phương cỏ trắng này. Phương cỏ trắng. Phương cỏ trắng. Thùy Linh 90 đen, còn đen không? Hết đen rồi nha mọi người, hết đen rồi. Hết đen rồi, chỉ còn hồng vàng và nâu. Chỉ còn hồng vàng và nâu thôi nha. Chỉ còn hồng vàng và nâu thôi. Chị Lan Anh, Lan Anh không giấu 90 vàng. Lan Anh rất nhiều người tên Lan Anh, chỉ như vậy là Lan Anh Lan Anh inbox đầy đủ thông tin luôn nha. Lan Anh ơi, rất nhiều người tên là Lan Anh không chốt được đâu. Rồi. Nguyễn Huyền 90 hồng có rồi mà. Đúng không? Nguyễn Huyền 90 hồng. Nguyễn Huyền 90 hồng có rồi mà. Thế nhưng anh có rồi, chị Hằng Hip hai lần comment hai màu khác nhau, em chốt cho chị màu đen rồi không chốt màu trắng nữa. Hằng Tạ 90 đen không còn đâu chị ơi. Nguyễn Thu Nga 90 hồng. Ok Nguyễn Thu Nga. Nguyễn Thu Nga 90 hồng này. Không còn đen đâu Thùy Linh ơi, không còn đen. Chị Hằng Íp không chốt thêm nữa. Nguyễn Huyền 90 hồng có rồi. Tố Hằng 90 hồng. Ngọc Tâm đang làm sao bỏ ra đấy. Để ý vào. Bảo Nam 90 nâu. Của Bảo Nam 90 nâu này. Bảo Nam 90 nâu. Ok Bảo Nam. Rồi. Chị Hằng Hip là trắng thêm. Hết rồi chị ơi. Không còn trắng đâu. Không còn trắng đâu. Em bảo rồi mọi người thêm thì mọi người nhớ báo cho em chữ thêm. Mọi người không báo là em không biết được thằng nào đâu. Nguyễn Xuân 90 trắng cộng vàng. Không còn trắng chỉ còn vàng thôi. Cho Nguyễn Xuân cái vàng nhá. Cho Nguyễn Xuân màu vàng này. Em chỉ còn là vàng nâu và vàng nâu và hồng thôi. Em chỉ còn vàng nâu và hồng. Chỉ còn vàng nâu và hồng thôi nhá. Bảo Nam nâu có rồi. Chị Cầu Vồng có rồi. Lan Anh 90 vàng. Có hai Lan Anh đấy. Chết dở rồi. Lan Anh Thường Tín là 90 vàng. Chồng xem mà vợ cái Lan Anh kia là màu gì đấy. Để còn phân biệt hai Lan Anh liền. Rất là đau đầu luôn ý. Lan Anh màu vàng à? Thì chả biết Lan Anh này là Lan Anh nào luôn. Đau đầu thế nhở. Trời ơi Thùy Linh ơi đừng nói chán mình. Bởi vì là mình không đọc được comment của bạn đâu. Không nhìn thấy comment của bạn đâu. Rồi còn ai nữa nào. Hoài Đức Đỗ 90 vàng. Có màu vàng chưa? Có đơn rồi nhưng mà có cái đấy chưa ấy. Hoài Đức Đỗ này. Hoài Đức Đỗ 90 vàng có rồi. Nguyễn Thu Nga 90 vàng có rồi. Thế Nhi Anh 90 trắng có rồi. Phương Anh 90 trắng không còn trắng đâu. Không còn trắng nha mọi người. Nguyễn Huyền có rồi. Trời ơi comment sao mà nó trôi đi tận đầu từ đâu vậy. Quyên Quách 90 vàng đơn mới à. Quyên Quách 90 vàng. Cái này của Quyên Quách này. Quyên Quách ơi nhà mình chốt đơn từ hai sản phẩm nhá. Vậy inbox để đủ thông tin cho mình. Quyên Quách ok. Em rồi em nói lại mọi người này, em chỉ còn vàng, hồng và có vàng này, hồng và nâu thôi nhá, chỉ còn 3 màu thôi. Vàng, hồng và nâu. Bảo Nam thêm 90 vàng, Bảo Nam thêm 90 vàng. Chồng ơi, xem mà vợ xem Bảo Nam có vàng chưa? Bảo Nam thêm 90 vàng, ok này, Lê Mai 90 vàng có chưa? Lê Mai không giấu. Lê Mai không giấu 90 vàng, ok Lê Mai này. Nguyễn Mến 90 hồng, ok Nguyễn Mến. Cẩn thận ông chốt hai lần đấy nha. Chị kiểm tra cho em. Nguyễn Mến rồi, ok Nguyễn Mến có rồi. Nhím xù 90 vàng, hết vàng rồi chị ơi.
hết vàng rồi, chỉ còn hồng và nâu. Em chỉ còn hồng và nâu thôi, chỉ còn hồng và nâu thôi nhá. Hết vàng rồi, hết vàng rồi. Trang Nguyễn không giấu 90 hồng. Này của Trang Nguyễn không giấu 90 hồng này, 90 này. 0, 1, 2, 3, 9, 9, 5, 6, 7, 9, 9. Rồi, của Trang Nguyễn không giấu có rồi nhá. Thùy Linh 90 nâu. Thùy Linh 90 nâu này. Thùy Linh 90 nâu ok này. Nguyễn Thúy Hường 90 hồng. Này của Nguyễn Thúy Hường. Nguyễn Thúy Hường 90 hồng rồi ok này. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Vân Nguyễn này. Nguyễn Mến có rồi. Lu bu chất cái gì đấy có nhìn thấy đâu. Hương Trần không giấu màu vàng không, không còn chị ơi. Em chỉ còn hồng và nâu. Nguyễn Thúy Hương có rồi. Diệp Hoàng màu vàng em không còn nha. Không còn màu vàng. Trang Nguyễn không giấu có rồi. Không còn vàng đâu Lu bu ơi. Trời ơi. Hoài Thị Nguyễn hồng và vàng cho Hoài Thị Nguyễn hồng nhá. Không còn vàng đâu ạ. Hoài Thị Nguyễn 90 hồng có rồi. Thu Hương vàng không còn. Trọng Tường Tiến Tươi 90 hồng này. Đúng rồi. Trọng Tường Tiến Tươi. À, Lily 90 nâu. Ok Lily. Lily này. Nhà em chốt đơn từ hai sản phẩm nha. Khách inbox đầy đủ thông tin cho em. Em nhắc lại dưới đó. Chị Diệp Hoàng 90 hồng. Ok chị Diệp Hoàng này. Rồi còn nhiều mẫu đẹp lắm. Lát để đến sơ mi cho mọi người coi. Nhiều lắm. Nguyễn Thúy Hương có rồi. Ngọc Hoa 90 hồng có chưa? Ngọc Hoa. Ngọc Hoa 90 hồng này. Phương Lan Nguyễn 90 hồng. Có Phương Lan Nguyễn này. Phương Lan Nguyên không giấu 90 hồng. Ok Phương Lan Nguyễn không giấu nè. Thùy Linh của Thùy Linh nâu 90. Ôi giời còn màu đen đây. Xót một cái màu đen mọi người ơi. Có một cái màu đen đấy nhỉ. À còn hai cái màu đen, một cái em đang mặc nữa là hai cái rồi. Thùy Linh màu 90 nâu rồi này. Nguyễn Thúy Hương có rồi. À, chị Hương Trần có rồi chị ơi. Tường Vi 90 hồng. Ok của Tường Vi này. Tường Vi đơn mới. Tường Vi này. Ok Tường Vi. Em đang mặc, em đang bán áo đây, em đang mặc đây. Chị Thu Hương không giấu 90 hồng. Ok Thu Hương không giấu này. Thu Hương không giấu rồi này. Linh Diệu chị có nhìn thấy em đó. Thùy Linh có rồi còn gì à Thùy Linh. Lily 90 hồng có chưa? Lily. Lily. Thế là Lily thêm hồng đúng không ạ Lily? Chắc chắn giúp mình nha. Xả đơn này mình xả cả đơn luôn đấy. Lily thêm hồng này. Phương Công có nhìn thấy nè. Chị Hằng Tạ cho chị. Em vừa chốt cho chị cái gì rồi đó chị Hằng Tạ ơi. Em chốt cho chị cái gì rồi ấy. Chị Lanh Nguyễn 90 hồng. Ok chị Lanh Nguyễn này. Là hết hồng luôn. Hết hồng luôn nha. Lanh Nguyễn không giấu. Hết hồng luôn rồi. Hết hồng luôn rồi. Bây giờ em chỉ còn màu nâu. Em chỉ còn màu nâu và hai cái màu đen. Chỉ còn màu nâu và hai cái màu đen thôi. Nguyễn Thị Nhàn nâu. Của Nguyễn Thị Nhàn nâu này. Ok Nguyễn Thị Nhàn nâu rồi. Áo đen nên em mặc chút luôn cho chị nha. Ok cho chị Hoài Thị Nguyễn một cái màu đen này. Chị Hoài Thị Nguyễn màu đen luôn này. Cho chị Hoài Thị Nguyễn màu đen này. Em không còn trắng đâu. Phương Lan Nguyễn màu đen là thêm hay sao? Em nói rồi, những ai mà đã có một đơn rồi mọi người chốt thêm thì nhớ báo cho em là thêm. Còn nếu mà không thì em không chốt thêm đâu nhá. Em chỉ còn một cái màu đen thôi. Cho chị Hằng Tạ thêm rồi. Cho chị Hằng Tạ thêm rồi. Em chỉ còn màu nâu. Em chỉ còn màu nâu thôi nhá. Ai chốt thì chốt cho em là 90 nâu rồi là hết. Màu đen cái này em đang mặc của chị Hằng Tạ. Chị Hằng Tạ nhớ nhắc em nha. À đây. Chết sót. Trời ơi. Còn một cái màu hồng, một cái màu trắng nữa. Rồi nó rơi sang bên này mà em không để ý. Trời ơi, còn một cái màu hồng và một cái màu trắng nó rơi ở bên này em không để ý mọi người ơi. Trời ơi, chết mất. Cái màu đen hết rồi nha. Em chỉ còn một cái màu hồng này, một cái màu trắng này và màu nâu. Rồi, Mai Thị Nguyễn màu nâu. Ok, Mai Thị Nguyễn. Chết mất, nó bị rơi sang bên này em không để ý. Mai Thị Nguyễn này, Mai Thị Nguyễn nó qua nhà lấy để riêng ra cho nó.
Mai thì Nguyễn để lên trên ghế luôn cho nó này. Cho Lily thêm trắng đúng không? Của Lily thêm trắng này. Xem chồng xem của Lily mấy cái rồi. Lily thêm trắng này. Hết trắng rồi. Hết trắng rồi. Hết trắng rồi. Ok chị Hằng Tạ. Rồi chị Nguyễn Thị Nhàn có hồng rồi mà. Chị Nguyễn Thị Nhàn có hồng rồi. Rồi cho gì đây, là cho Tuyền Thực một cái màu hồng này là hết hồng luôn nha. Tuyền Thực hồng là hết. Trời nâu đẹp này mà sao. Hay là một nhiều màu nâu quá. Mai Thị Nguyễn có nâu rồi. Em hết rồi, chỉ còn đúng màu nâu. Còn đúng màu nâu thôi nha. Em cho mọi người coi màu nâu lên thôi bị đẹp luôn. Trời ơi chị Thảo Chuyên gì mà giờ mới xanh vậy, em xanh hết từ đời nào rồi. Đây nha mọi người nhìn cho em này. Màu nâu lên thôi bị tôn da luôn, đẹp cực kỳ. 90k nha Ngô Tâm. Sao em comment chị không nhìn thấy? Bây giờ chị nhìn thấy rồi. Hào Hảo ơi, Phương Lan Nguyễn thêm nâu. Phương Lan Nguyễn thêm nâu. Phương Anh không giấu nâu. Phương Anh không giấu này. Màu nâu đẹp như thế này. Ai cũng chúc màu nâu hơi uổng luôn. Rồi ok, của Phương Anh có rồi. Mai Thị Nguyễn có rồi. Em có rồi còn gì. Heo còi có màu nâu thế nhá, heo còi ơi, màu trắng hết rồi. Cho heo còi này. Khách hàng inbox thông tin cho em nha, đừng có cho thông tin trên này. Heo còi này. Rồi, của chị Lan Nguyễn. À, Lan Anh thêm nâu này chồng ơi. Lan Anh thêm nâu. Rồi không ghi kịp, lát lại hỏi với chị lên. Lan Anh thêm nâu này. Còn một cái nâu cuối cùng. Hàng Tạ nâu thêm, ok chị Hàng Tạ. Hết xong, đăng. Ở đây còn một cái nữa, từ. Còn một cái nữa. Hàng Tạ rồi, còn một cái nữa. Một cái nữa của Ngân Trương. Ngân Trương cuối cùng. Cái cuối cùng của Ngân Trương. Ngân Trương đơn mới. Rồi ok, hết mã này em chuyển sang mã khác. Em chuyển sang mã khác cho mọi người nha. Cái áo không đi đâu nhỉ? Trời ơi, xót bà con ơi. Tại sao một cục. Cái áo đầu like em mặc còn này mọi người ơi. Áo đầu like em mặc còn. Chết mất xót, sorry mọi người. Mai Thị Nguyễn ơi, nó bị nhảy comment em ạ. Nó nhảy loạn xì ngậu luôn ấy. Đây mọi người ơi, cái mã em mặc đầu like còn này. Mã em mặc đầu like này, 80k này. Nhá. Em mở ra cho mọi người coi này. Nó bị xót. Nó cứ lẫn lung tung thì em đùa chứ. Đây cái mã đầu like em mặc nhá, 80k này. Nhìn cho em này. Đây là màu xanh nhá mọi người. Đầu like này. Đấy. Comment cho em cái này là 80 xanh này. À 80 kẻ xanh cho nhá, 80 kẻ xanh này. 80 kẻ cái này gọi là kẻ hồng đi. Không phải là màu hồng mà nó kiểu màu như màu kiểu màu hơi nâu nâu hồng hồng ạ. Đây. Cái này comment cho em là 80 kẻ hồng, màu nào cũng đẹp mọi người, chỉ cần quan tâm mọi người có hàng hay không thôi. Chứ không cần quan tâm bảng màu đâu, đều rất là đẹp luôn. Đây nhá, cái này 80 kẻ hồng này. Đó. 80 ủa cái này kẻ xanh, cái này là xanh đậm này. 80 xanh đậm cho em này. Và 80 bi, được chưa ạ? Đấy, 80 bi nhớ cho em nhá. Rồi, xem nào. Nguyễn Hòa 80 xanh. Đây của Nguyễn Hòa 80 xanh này. Ok, Nguyễn Hòa 80 xanh rồi. Sao không chốt được, điên quá chị Hằng ít. Nguyễn Hòa kẻ xanh kẻ hồng. Đây cho Nguyễn Hòa một cái kẻ hồng nữa này. Nguyễn Hòa kẻ hồng nữa này. Chị cầu vòng xanh đậm. Ok, chị cầu vòng xanh đậm này. Chị cầu vòng ơi, không đổi đơn, không đổi hàng giúp em với nhá. Chị cầu vòng xanh đậm rồi. Lily B, ok Lily có B rồi nha. 80k thôi mọi người ơi. Lily B ok có rồi. Hàng hip 80 đen làm gì có đen đấy. Chị ơi chị comment cái gì đấy. Bà hip comment cái gì đấy. Em chỉ còn kẻ xanh này, kẻ hồng này và bi thôi nha. Cọt thơm kẻ bi. Cọt thơm kẻ bi đấy chứ. Cọt thơm cho bi nha. Cọt thơm 80 bi rồi này. Ok. Xanh đậm của Hồng Niên. Xanh đậm của Hồng Niên hết rồi. Bây giờ chỉ còn hồng và xanh. Chỉ còn hồng và xanh nha. Hết bi rồi, hết bi rồi. Hết bi rồi. Hết bi rồi. Thả chuyên em có nhìn thấy nè. Vũ Hoài kẻ hồng. Ok thì Vũ Hoài kẻ hồng. Một cái cuối cùng của Vũ Hoài không giấu này. Vũ Hoài không giấu kẻ hồng. Cố lên mọi người ơi. Còn nhiều hàng lắm. Còn hàng đẹp thôi. Em còn sang cả quần cho mọi người nữa. Em còn kẻ xanh thôi. Em còn kẻ xanh.
Còn kẻ xanh thôi nha. Ai kẻ xanh thì em chốt nha. Trời ơi, mọi người bi nhiều quá. Trời ơi, Hồng Niên kẻ xanh có rồi đúng không? Rồi, rồi, Linh Trần xanh. Cho Linh Trần xanh. Linh Trần xanh này, 80 xanh. Còn một xanh cuối cùng. Còn một cái xanh cuối cùng của Vũ Hoài kẻ xanh. Vũ Hoài vừa nãy là cái gì đấy? Vũ Hoài là kẻ gì? Rồi, ok. Của chị Vũ Hoài một cái kẻ xanh thêm là hết nha. Hết sạch rồi. Hết sạch rồi, sạch rồi. À, rồi tiếp, thêm sang mẫu tiếp. Lai cái gì? Bây giờ mẫu gì? À, sơ mi đâu chị? Sơ mi đâu? Sơ mi chữ V rồi mà. Đâu? Sơ mi cổ V. Còn đâu? Mấy mấy? Để đi, để đi, để đi. Có nhiều mẫu lắm. Em đến sơ mi cổ chữ V nhé mọi người. Em đến sơ mi cổ V mẫu này thì nhiều, nhiều, nhiều kẻ lắm. Đến đợi để từ từ em mặc một cái kẻ đen đi. Chị ơi lấy hết chồng kẻ, kẻ sơ mi chữ V cho em. Cái này á, chất của nó là chất voan ấy. Chất voan lụa đẹp cực kỳ luôn. Em sẽ mặc cho mọi người coi nhé. Em đã mặc ở lúc mà em đã mặc chụp hình rồi. Bạn bị thích cái áo của bạn đang mặc mà họ không trả lời. Rất nhiều người thích mà không hỏi được ý. Chờ em chút xíu em thay đồ cho mọi người nhìn cho nó khách quan nha. Nhìn em chờ em chút xíu. Đến chút xíu em mặc đồ nhá. Cái này của chị Hằng Tạ này, chị cho vào nhét vào luôn túi của Hằng Tạ. Màu đen của Hằng Tạ này. Đợi em chút xíu em mặc đồ nhá. Đợi em một tí thôi. Quá đẹp luôn. Rồi. Em đang mặc được cái chân váy đen nên đây là nhiều khi nó hơi bị khó để phô cho mọi người nhìn được cái vẻ đẹp của cái áo. Rồi từ từ để em chút xíu. Cái này mọi người mặc với chân váy màu đẹp hơn nhá. Em đang mặc được cái màu đen này đâm ra là cái này mặc với chân váy bút chì nó còn đẹp nữa nhá. Đây, mã này là sơ mi cổ chữ V nhá. Sơ mi cổ chữ V của nó là 85k nhá mọi người. Nhưng mà từ từ vẫn chốt. Chị xem đi, cái này nó còn bảng màu nó còn nhiều đấy. Nó chưa đủ này đâu, chưa đủ đâu. Em nói mọi người này, em phân biệt cho mọi người một chút xíu này. Thì vì nó, cái mã này thì nó này, cái bảng màu nhà em nó rất là đa dạng. Tôi cho cái này riêng, cái này nó một mình một kiểu, nó cho nó một kiểu khác đi. Chị chia thành đen với trắng đi cho dễ đi. Chứ mà không phân như thế mệt lắm. Cứ đen với trắng thôi. Đen với trắng nhá. Rồi, cái mã này thì từ từ mọi người ơi, em phân biệt cho mọi người nhá. Đây, cái này mặc mọi người mặc lệch cũng được mà. Mọi người thích thì mặc lệch như em mặc như thế này cũng được. Hoặc là mặc kể để V không như này cũng đều ok luôn. Em nhắc cho mọi người một cái này. Cái mã này ấy, nó có ví dụ màu trắng, nó sẽ có kẻ trắng to này. Và kẻ trắng nhỏ, đây là kẻ trắng to này. Kẻ trắng to đây, kẻ trắng nhỏ này nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Màu đen cũng vậy. Cái em đang mặc là kẻ nhỏ này, cái này là kẻ to này. Nên là em không phân biệt nha mọi người. Em chỉ đưa cho mọi người là màu đen và màu trắng thôi. Mã nó mặc đều giống như nhau. Mã nó mặc đều giống như nhau cả nhá. Cho em một di áo, em đặt cọc ở thể dục. Em ơi, một di áo của nó cũng chỉ là... em lấy nguyên cả một di à? Ok, Thu Huyền nhá. Nhưng mà cái gì nhỉ? Em nói mọi người luôn này, cái này mà em sẽ chốt luôn là... Màu chỉ cần chốt là đen với trắng cho em nhá. Comment cho em là 85 kèm theo màu đen hoặc màu trắng cho em nhá. Cái này cố gắng thêm cái chốc cơ này lên đây. Cổ mặc rất là xinh luôn. 85k mọi người đẩy lệch lệch này cũng ok luôn này. Rồi. Không, em không phân biệt trắng nhỏ, trắng to, đen nhỏ, đen to đâu nha mọi người nha. Em không phân biệt đâu. Em chỉ phân biệt màu đen và màu trắng thôi. Ai phân biệt theo là kẻ trắng to, trắng nhỏ thì em sẽ bỏ qua luôn nhá. Màu đẹp, các mã đều mặc đẹp như nhau cả nhá. Nhắc cho em này. Ai phân biệt to nhỏ em không chốt đâu nha. Em chỉ chốt những ai mà comment cho em chỉ là đen 85 đen hoặc 85 trắng thôi. Rồi, kẻ đen của chị Sky Miền này. Chỉ kẻ đen và kẻ trắng thôi nhá. Của chị Sky Miền này. 85k của chị Sky Miền ok này. Của chị Sky Miền có rồi này. Thảo Viên Võ trắng này. Thảo Viên Võ. Thảo Viên Võ 85 trắng này. Thanh Hương 85 trắng này. Thanh Hương có rồi đúng không? Rồi, Thanh Hương 85 trắng có rồi. Rồi, của Nguyễn Hòa có 4 cái này. Nguyễn Hòa 4 cái. Chị ơi cho vào của Nguyễn Hòa 4 cái. Ok, Nguyễn Hòa rồi này. Để em xem nào. Của Ngân Vũ cho một cái này. Ngân Vũ qua lấy thì để riêng ra cho Ngân Vũ nhé chồng ơi. Ngân Vũ 85k. Vải nó mặc sướng rất là sướng. Em nói thật, em cầm cái mã này em cũng mê. Ngân Vũ cho lên. Mọi người nhìn cho em mặc nó rất là đẹp luôn. Nó cũng vừa sexy nhưng nó vẫn rất là kín đáo luôn. Chị Diệp Hoàng 85 kẻ đen. Chị Diệp Hoàng này em chỉ để một ít em lai lẻ được thôi nhá. Mọi người em không bán nhiều đâu. Của chị Diệp Hoàng có rồi này.
Tạ Ngọc Ly 85 đen này. Giờ ơi mọi người bỏ qua màu trắng hơi phí nha. Lát em mặc màu trắng rồi lại giành nhau bảo đổi em không đồng ý đâu nha. Em nói cho mọi người biết. Tạ Ngọc Ly này. Ai mà bị bỏ qua cái đơn like này quá phí luôn. Em bán toàn đồ rẻ mà đẹp. Tạ Ngọc Ly có rồi. Hoài Thị Nguyễn kẻ đen ok chị. Có chị Hoài Thị Nguyễn kẻ đen này. Mọi người đừng lên bỏ qua một mã nào luôn. Ngày hôm nay siêu mã toàn mã đẹp thôi. Chị Diệp Hoàng kẻ đen có rồi. Candy Thủy kẻ đen. Này của Candy Thủy này. Candy Thủy Nội Thành. Candy Thủy ok rồi này. À, rồi. Nguyễn Hòa có rồi. Thanh Hương có rồi. Vân Linh Giang đen. Chị ơi chị xem lại đi vẫn còn đây chị Ánh ơi. Chưa hết đâu. Vân Linh Giang này. Vân Linh Giang có rồi. Quyên Đặng đen. Giỏi ơi cứ chốt đen đi lát tôi cho mặc màu trắng rồi lại dành nhá. Quyên Đặng rồi. Cái mã này màu trắng mà mặc kết hợp thêm với chốt cầu nó siêu đẹp luôn ấy. Quyên Đặng rồi chị Tố Hằng 85 tráng. Ok chị Tố Hằng này. Trời ơi cứ lấy đi không hối hận đâu mọi người ơi. Tố Hằng toàn trắng này. Kẻ trắng có rồi này. Kẻ đen của Thúy Linh này. Thúy Linh cả đen rồi này. Thúy Linh có đơn rồi chồng ơi. Rồi. Thanh Hương có trắng rồi. Hoài Thị Nguyễn 85 đen hai cái hết rồi chị ơi. Em định giữ lại một cái này em mặc. Em muốn giữ một cái em mặc vì cái này màu mặc nó đẹp quá. Trời ơi. Siêu đẹp luôn. Kim Tiểu Tươi đen hết rồi. Tố Hằng trắng có rồi đúng không? Thanh Hương trắng có rồi. Em chỉ còn màu trắng thôi nha. Em chỉ còn màu trắng thôi. Tớ thích cậu cho trắng nè. Tớ thích cậu cho trắng này. Rồi. Tớ thích cậu cho trắng này. Còn ai trắng nữa không? Trời ơi Thanh Hương trắng có rồi. Elena Nguyên trắng. Trời ơi màu trắng mặc đẹp lắm. Thêm cái chốc cơ cho em thì tuyệt vời luôn. Bé Nô bạn bạn Bé Nô bạn bảo em là bán hàng khó tính, người ta thích kiểu gì thì phải chiều chứ khách hàng là thượng đế mà. Bạn bé Nô ơi, nhưng cái gì mình chiều thì mình chiều được, các bạn cứ hình dung như thế này. Nó chỉ khác nhau một chút xíu về chi tiết, ví dụ cái này là kẻ to này, kẻ nhỏ này, kẻ to nó thêm có một tí thôi. Bây giờ mọi người cứ phân biệt kẻ to kẻ bé là đến lúc mọi người chốt hàng cũng không có luôn. Bạn Bé Nô thông cảm giúp mình nhá, nếu bạn theo được cách của nhà mình thì có thể là chúng ta có duyên để làm việc với nhau, còn nếu mà không thì cũng xin cảm ơn bạn đã góp ý nhá. Cảm ơn Bé Nô rất nhiều ạ. Chị Thanh Hương có rồi. Còn ai trắng nữa không ạ? Còn ai trắng nữa không? Rồi một người toàn chốt màu đen đi nhá. Hạt Cát Thời Gian trắng này. Cho Hạt Cát Thời Gian một cái trắng này. Chết mất. À rồi. Không biết có phải bạn Bé Nô là cái bạn mà ngày trước comment cho mình, nhà mình bảo là nhà mình kêu 4 ngày không trả lời không? Hồng Niên trắng này. Cái này của Hồng Niên này, kẻ trắng này. Hồng Niên kẻ trắng có rồi này. Tường Vi màu trắng này. Tường Vi màu trắng này. Công Chúa Lọ Lem màu trắng này. Đau đầu quá. Công Chúa Lọ Lem này. Công Chúa Lọ Lem này. Cọt Thơm trắng này. Cọt Thơm trắng này. Rồi còn nhiều sơ mi lắm. Còn nhiều lắm. Em còn hai mã trắng thôi. Em còn hai cái trắng thôi nhá. Hồng Niên có rồi. Thúy Phương trắng này. Thúy Phương. Thúy Phương trắng này. Gửi hết rồi, nhà em không có giữ đơn bao giờ đâu mọi người ơi. Phí ship nhà em không quá 35k nha mọi người ơi. Hương Linh trắng chị ơi. Hương Linh rồi ok, cái trắng cuối cùng của Hương Linh này. Rồi ok, em hết mã trắng mã này rồi. Cái mã này em còn một cái kiểu như thế này nữa, nó cũng y hệt như vậy, nó nhưng mà cái kẻ đen nó hơi khác một chút xíu. Là cái kẻ nó không thành sọc như thế này, mà nó thành hơi vân vân. Nhưng mà cái dáng y hệt như vậy. Cái dáng y hệt như vậy và nó màu đen nhá. Cái dáng y hệt như vậy nó, mọi người nhìn này nó có khác nhau mới không ạ? Nó chỉ khác nhau một chút xíu về chi tiết. Ví dụ cái này nó là cái vân nhỏ này, chứ nó không phải cái đường sọc song song thế này nữa nhá. Thế cho nên là mọi người comment cho em cái chữ này là comment cho em là kẻ thôi. Mọi người chỉ cần comment cho em là kẻ thôi là được. Mã này em còn mấy cái. Nó giống y hệt nhưng mà kiểu dáng y hệt nhau nhá. Chỉ khác cái chi tiết nên em phân biệt cho mọi người thôi. Còn cái kẻ đen với kẻ to kẻ nhỏ thì nó như nhau. Đấy, cái này nó chỉ phân biệt một tí về chi tiết thôi nhá. Thì comment cho em cái này là kẻ. Thế thôi là được. Comment cho em là kẻ. Là em chốt nha. Kẻ. Thương Linh có rồi. Phương Lan Hòa một cái kẻ này chị ơi. Phương Lan Hòa một cái kẻ này.
Linh Thủy không giấu một kẻ này. Linh Thủy không giấu kẻ. Linh Thủy không giấu kẻ này. Linh Thủy không giấu, trời ơi. Thủy, chị Thuy Phan không giấu này. Thuy Phan không giấu. Thuy Phan không giấu. Kẻ ok rồi này. Nguyễn Hà kẻ này. Nguyễn Hà kẻ này. Nguyễn Hà 85 kẻ rồi. Một cái cuối cùng. Hàng Tạ hết. Trời ơi. Chị Hàng Tạ là cái cuối cùng là hết rồi. Hàng Tạ hôm nay sao chốt nhiều đấy chị ơi. Rồi. Hết rồi. Em sang mã khác nhá. Sang mã khác nha mọi người ơi. Mã khác, mã khác. Trời ơi, em bớt lại được một ít thì em bán lẻ thôi. Đau đầu quá, không đủ hàng cho khách cũng chết. Rồi, sang mã tiếp nha. Em nhiều áo kiểu lắm. Hả? Cái gì cho? Nguyễn Hà, Nguyễn Hà. Ờ, cái gì bây giờ? Em sang mẫu áo xóa neo nhá. Em sang xóa neo nhá. Em sang xóa neo nhá. Chị ơi, em năn nỉ mọi người cho em giữ một cái để em mặc. Cho em giữ một cái em mặc, em sắp đi chơi đến nơi rồi mà em chả có cái gì em mặc. Mọi người cứ bình tĩnh, bởi vì là mọi người thông cảm giúp em là cái số lượng hàng em còn phải giữ để chia cho xỉ nữa. Em không thể nào em bán bỏ ra bán lẻ hết được. Còn mọi người yên tâm là em còn rất nhiều mã. Mọi người không chốt được cái mã này thì mình chốt mã khác vì có nhiều lắm. Chứ nó, em nhiều mã lắm chứ nó không phải có một hai mã đâu. Cái này áo kiểu đúng không? Rồi đây. Một cái dáng nó cũng kiểu như vậy. Nó là áo sơ mi cũng bẹp vai như thế này nha. Em mặc cho mọi người coi. Cái này có nhiều không chị? Có nhiều không? Cái này hay chỉ còn màu này? Hay chị mặc đi. Hay chị mặc cho em đỡ phải. Cái này nó là dáng sơ mi đũi nhá. Cái này là dáng sơ mi đũi cũng cổ chữ B như thế. Mặc cũng siêu xinh. Em mặc thử cho mọi người coi này. Yên tâm cái nào cũng đẹp. Mọi người từ từ đợi em một chút xíu, em sẽ thay cho mọi người nhìn. Không mọi người để bảo là em dơ lên nhá. Em sẽ xoay cho mọi người nhìn. Cái mã này đằng sau nó có thắt nơ như vậy nữa nhá. Đợi em chút xíu em thay ra này. Chị giữ lại cho em cái này em mà. Mà thôi cứ chốt cho khách đằng nào mai kiểu gì chả có cái xả đúng không? Cái này có cái này. Hả? Cái này có chút ra rồi. Chưa? Rồi từ từ đã. Đợi em một chút xíu nhá. Mã nào cũng đẹp luôn ý. Em không phải nói gì nhưng mà thực sự là mã nào cũng đẹp. Cái này trên xuống dưới rồi. Chị ngồi like luôn đi. Để em không em mất công và ngồi thay. Rồi em sang mã này. Có gì nhỉ? Đây. Thực ra là nó cũng kiểu như vậy mà, nó chả khác nhau, nó chỉ khác nhau về cái này nó là cái chất, cái kia là sơ mi voan nhá. Còn cái này nó là sơ mi đũi. Nó chỉ khác mỗi cái là một cái là hàng voan, một cái hàng đũi, và hàng nào nó cũng đẹp. Đấy. Đây là sơ, đây là cái này là sơ mi đũi nha mọi người. Mặc nó cũng kiểu như thế. Thì cái gì nhỉ? Từ từ cho em này. Cái này có khi em vẫn chốt cho bạn nào đấy vì chắc chắn ngày mai em sẽ có đơn xả. Comment cho em cái em mặc vừa nãy này, 85 đen này. Cái vừa nãy cho em này. Chị Thuy Phan, chị ơi chị đọc status giúp em với nha. Thuy Phan and, chị nốt cái đơn thôi. Thuy Phan chưa biết cách đặt đơn thế nào đâu. Cẩn thận để xả hàng. Thuy Phan không giấu. Thuy Phan chốt về trên đọc mà status giúp mình với nhá. Rồi 85 đen này cho Hồng Dung này. Cái này cho Hồng Dung này. Hồng Dung này. Em cố gắng hôm nay em bán cho mọi người thôi, chứ còn sau em cũng bận lắm ấy. Đây nha mọi người ơi, cái này này. Cái mã này nó mặc nó cũng tương tự như vậy, đằng sau nó còn kiểu cách thế này nữa cơ. Mã này mặc hơi bị đẹp luôn, nó sơ mi đũi, rất là mát, cực kỳ mát luôn. Cái này cũng có giá là 85k. Mã này thì phải rơi vào khoảng tầm là 56-57 kỳ cũng vừa. Nó là dạng sơ mi đũi nhá. Cái mã này em chỉ còn có hai màu. Cái màu em đang mặc gọi là màu màu cam nhá. Còn cái màu này gọi là màu hồng cam đi. Em gọi nó là màu hồng cam, nó chỉ khác một chút xíu, nó là màu hồng cam nhá. Mọi người comment cho em là 85 cam hoặc là 85 hồng cam. Hạt cát thời gian sao bực thế hả? Hạt cát thời gian, trời ơi rất nhiều người tức giận em nhưng mà em không biết phải làm sao cả mọi người ơi. Em bây giờ em cũng chịu chết luôn đấy. Cái này là hồng cam này, cần cái em đang mặc là màu cam nhá. Mọi người có thể mặc lệch vai như thế này cũng được. Những cái dáng này mọi người hoàn toàn có thể mặc lệch vai như thế này đều rất ok nhá. Comment cho em là 85k hoặc 85 hồng cam. Thuy Phan ơi, kiểm tra cho mình biết cách đặt đơn thì hãng đặt nhá. Chứ nếu mà đừng để mình phải xả đơn á.
Rồi bắt đầu em chốt này. Minh Hoàng 85k. Của Minh Hoàng 85k này. Chị phải nhớ chứ. Chị viết xong chị không nhớ á. Đừng ghi hai lần nhá. Thủy Trịnh Thanh không giấu 85k. Thủy Trịnh Thanh không giấu này. Có rồi. Vũ Hoài 85k này. Vũ Hoài 85k này. Hương Lavender 85 hồng cam này. Hương Lavender 85 hồng cam này. Đoàn Uyên Doan Uyên ca 1 ca 1 hồng. Ok, Doan Uyên ca 1 ca 1 hồng này. Đây hai cái này. Rồi em chỉ còn là 1 cái cam và 3 cái hồng cam nhá. 1 cam và 3 hồng cam. Quyên hồng cam này. Quyên này. Quyên hồng cam có rồi này. Chị Hải Hà hồng cam này. Chị Hải Hà hồng cam này. Ok, chị Hải Hà hồng cam này. Mê cơm trái ơi, đọc status giúp chị với. Nguyễn Ngân Khoa có nhìn thấy nè, nhưng không nhìn thấy comment. Quyên Đặng hồng cam này. Quyên Đặng hồng cam là hết hồng cam luôn. Cái này bớt cho xỉ rồi đúng không? Quyên Đặng hồng cam này. Rồi còn một cái cam thôi. Còn một cái cam thôi. Một cái cam của Nguyễn Xuân. Cái em đang mặc của Nguyễn Xuân, chị ghi cho em này. Nguyễn Xuân này. Nguyễn Xuân là cái đang mặc này. Là cái em đang mặc rồi. Ok, em chuyển sang mã khác này. Em chuyển sang mã khác. Có nhiều mã lắm, mọi người yên tâm đi. Chị ơi, cái mã đấy chị vào đi. Chị bỏ cái gì ra cho nó dễ mặc. Nhưng kia người ta không nhìn thấy áo đâu. Chị thay mặc quần sóc cho em đi. Thay mặc quần sóc cho em đi. Từ từ. Mã này là gì anh ta? Rồi, nhiều mã quá không nhớ được hết. Nguyễn Quỳnh Nga, chị ơi, chị xả hàng của em rồi mà không thấy chị trả lời inbox em. Những ai mà không có đủ đơn là nhà chị đều xả đơn cả em ạ. Nhà chị không có dụ đơn đâu. Những ai không có đủ đơn là nhà chị xả hết, kể cả khách cũ khách mới. Không inbox chị cũng xả luôn. Là chị không giữ đâu. Thì giữ sao mà mọi người lại bảo chứ là ô hôm trước mình đặt cái gì nhà không nhớ luôn. Thế là mất công nhà em dã man. À rồi, áo kiểu tiếp. Áo kiểu bẹt vai, dáng đuỗi, thêu. Hàng Quảng Châu nha mọi người. Hơi bị đẹp luôn. Rồi, đây là cái áo kiểu đấy nha mọi người. Áo kiểu bẹt vai này. Thôi có cái này chắc là em lại phải mặc lên ha. Thôi từ từ, mặc màu này nhiều quá rồi, chọn ra mặc một cái màu vàng đi. Để em một tí em mặc cái này cho chị đây. Thế thì nói chuyện gì. Thôi được rồi, để em đợi em một chút xíu em lại thay mẫu khác. Em lại thay mẫu khác em mặc cho mọi người. Cái này là của Nguyễn Xuân đúng không? Nguyễn Xuân này. Chị chốt cho Nguyễn Xuân cho em này. Rồi sang một mẫu mới nha. Mẫu này nó là cái dáng mà tay loe. Tay loe đằng trước cũng có cài cúc luôn. Toàn mã đẹp thôi. Hàng nhà em là hàng chọn lọc cho nên là mọi người yên tâm là mã nào cũng đẹp luôn. Không có mã nào là xấu cả. Đây. Cái này nó vừa dáng bệt vai. Đây như thế này. Em mặc vào cho mọi người coi. Đằng trước nó là cài cúc nha mọi người. Đằng trước cái cúc giống như sơ mi. Hai bên nó là bẹt vai nhá. Đây nhìn cho em như thế này. Cái dáng bẹt vai này mọi người kéo thấp xuống một tí. Để em ngồi em chỉnh cái đã. Cái nhà mặc cũng lên cũng đẹp đi ta. Đây. Cái này nó cũng là của hàng Quảng Châu nha mọi người. Cái này là hàng Quảng Châu nha mọi người. Nhìn cho em này. Hai cái vai này của nó là dáng thêu nhá. Hai cái vai này của nó là thêu này. Cái dáng của nó bệt vai như thế này, nó giữ rất là chắc luôn. Và cái tay của nó là cái thế này còn là tay loe. Vải là vải đũi nha mọi người. Vải là vải đũi. Cái này là của Nguyễn Xuân này. Chị ơi cho Nguyễn Xuân cho em. Hả? À thế à? Ừ rồi. Ok, cái này là rồi. Cái màu mã này thì em xem có màu gì nhá. Em xem có màu gì cho mọi người này. Ngang ngủ ngáo ơi, tôi không lai quần ngay đầu đâu nhá. À,
Khải Miu Miu có nhìn thấy mà, chỉ có điều là không thấy comment của Khải Miu Miu thôi. Mã này em có đây là em gọi là màu vàng này. Mã này em gọi là màu vàng này nhá mọi người. Cái màu này gọi là màu hồng cam này. Màu hồng cam này. Mã này gọi là màu gì? Gọi là màu gì bây giờ? Cái này gọi là nâu tây nhá, màu này là màu nâu tây này. Màu nâu tây này. Đấy. Em mã này em có 3 màu, bảng màu em có 3 màu đúng không? Cái này màu này nó gì đây? À và cả màu trắng nữa nhá. Trời ơi, có cả màu trắng nữa. Bảng này có cả màu trắng nữa. Mã này là 80k nha mọi người. Mã này là 80k. Comment cho em là bệt vai kèm theo màu cho em. Bệt vai kèm theo màu cho em chỉ có 80k thôi. Đây mã này còn có cả màu trắng nữa. Hai bên này là theo thật 100% nhìn cho em này. Hàng thế này mới gọi là hàng chuẩn chứ. Hàng Quảng Châu của nhà em đấy nha mọi người. Hàng Quảng Châu. Cái này nhìn cho em này. Đấy. Comment cho em là bệt vai kèm theo màu nhá. Bệt vai kèm theo màu. Comment đúng cú pháp không mọi người, là kiện cáo em đau đầu lắm. Bệt vai kèm theo màu cho em. Đây là màu trắng này. Cái này là màu trắng này, dáng vải đũi nhá. Đằng trước còn giống như kiểu cái cúc, giống như sơ mi. Đấy. Comment cho em. Hương Lan Nguyễn vàng bệt vai này. Hương Lan Nguyễn. Hương Lan viết liền. Cái này của Hương Lan Nguyễn này. Hương Lan Nguyễn không giấu. 80k. Rồi, công chúa lọ lem bệt vai trắng. Ok, công chúa lọ lem. Trắng như có mới còn mỗi hai cái sao ấy. Công chúa lọ lem này chồng ơi. Ok, công chúa lọ lem có rồi, có chưa, có đơn rồi đúng không? Minh Hoàng bệt vai nâu tây. Ok, Minh Hoàng bệt vai nâu tây này. Chồng ơi, cho vào của Minh Hoàng cho vào này. Minh Hoàng bệt vai nâu tây này này. Phan Thị Yến bệt vai vàng. Phan Thị Yến. Đơn mới, Phan Thị Yến không giấu. Phan Thị Yến không giấu. Nhà em chốt đơn thứ hai sản phẩm nha. Ngọc Hà bệt vai nâu tây. Ok, Ngọc Hà có đơn rồi đúng không? Ngọc Hà có rồi. Có rồi chứ. À ngày trước là Ngọc Hà. Đây Ngọc Hà rồi. Ngọc Hà nâu tây có rồi. Vũ Hoài comment sai cú pháp. Hương Trà bệt vai trắng. Rồi có Hương Trà một cái bệt vai trắng là hết trắng luôn đúng không? Rồi, của Hương Trà này. Hương Trà bệt vai trắng này. Chồng ơi cho vào cho Hương Trà cho vợ vợ. Đây. Hương Trà bệt vai trắng này. Ngọc Hoa. Ngọc Hoa vàng bệt vai. Vừa nãy là Ngọc Hà đúng không? Bây giờ là Ngọc Hoa này. Phân biệt nha. Cái này Ngọc Hoa này. Trần Kim Thanh bệt vai màu trắng hết trắng rồi nha. Linh Thủy trắng hết rồi. Không còn trắng. Minh Hoàng bệt vai nâu tây có rồi. Nguyễn Hòa trắng hết rồi. Lily ơi, nếu em chưa biết cách xỉ thì đừng chọn xỉ trên này giúp chị với nha. Em đã cọc chưa? Lily đã cọc chưa? Nếu mà chưa cọc thì chị không chốt xỉ được ở đây trên này đâu nha. Chị tính giá lẻ đấy. Kim Trung bệt vai nâu tây. Lưu ý cho em, xỉ mà không cọc trước là em tính giá lẻ bình thường nha. Xả đơn em cũng xả được. Em xả luôn đơn cũng được. Kim Trung ok rồi này. 60kg không vừa đâu. 55kg đổ lại cho em. Thảo Viên Võ bệt vai cái trắng không còn chị ơi. Vũ Hoài có rồi mà. Vũ Hoài có rồi. Lan Phương bệt vai vàng. Ok Lan Phương này. Lan Phương này. Rồi cái này của Lan Phương. Lan Phương bệt vai vàng này. Hồng Dung bệt vai trắng không còn. Huỳnh Hải Vân nâu tây. Ok Huỳnh Hải Vân. Còn cái màu hồng đỗ kia sao mọi người không chốt nhỉ? Huỳnh Hải Vân 80 nâu tây có rồi này. Nguyễn Quách bệt vai vàng. Nguyên Quách bệt vai vàng không còn. Em chỉ còn là màu nâu tây và màu hồng đỗ. Nâu tây và hồng đỗ đi mọi người nhá. Chỉ còn nâu tây và hồng đỗ. Thương Nguyễn nâu tây. Ok Thương Nguyễn. Trời ơi, sao máy vẫn pin đã yếu rồi. Chết dở rồi. Không cắm cho bọn cái nhanh lên đi. Kiếm sạc, cái củ sạc đâu rồi. Nhanh cho bọn cái không hết pin rồi. Thương Nguyễn nâu tây này. Được chưa? Thương Nguyễn. Ôi dồi ôi, hôm trước có một Thương Nguyễn mà không có thông tin mà không biết của Thương Nguyễn nào. Đại Lâm Mộc vàng hết rồi, chỉ còn hồng đỗ và nâu tây.
Chỉ còn hồng nỗ và nâu tây nhá. Nguyên pack nâu tây có rồi. Linh Thủy không giấu nâu tây. Linh Thủy không giấu nâu tây này. Linh Thủy và đọc là Linh Thủy là cứ đọc Thủy Linh. Linh Thủy không giấu nâu tây này. Không còn màu trắng. Nghi Hà bẹp vai hồng cam, ok Nghi Hà. Ngày của Nghi Hà không giấu này. Áo kiểu các thứ còn nhiều lắm. Nghi Hà không giấu có rồi này. Xoan chân neo hết rồi em ơi. Nguyên quách có rồi. An Bình không thấy đặt cái gì luôn. Xả của Kim Trung. Xả đơn của Kim Trung. Xả toàn bộ đơn của Kim Trung. Rồi xả của Kim Trung còn cái nâu tây nhá. Em xả của Kim Trung. Nguyên quách có rồi mà. Bống bon bẹt vai hồng. Hồng cam của bống bon này. Này của bống bon này. 80k của bống bon này. Nghi Hà có rồi. Hoàng Thủy. Hoàng Thủy hồng đỗ này. Hoàng Thủy đơn mới. Khách nhớ cho em nhé, em chốt đơn từ hai sản phẩm nha. Các tình yêu ơi. À còn một cái vàng em đang mặc trên nhé. Lily ơi, em chưa tìm hiểu sỉ mà em đã chốt như thế này là chị không đồng ý đâu nhá. Xong đến lúc mà em tìm hiểu em không thấy thỏa đáng, em lại xả của chị thì phiền chị lắm luôn đấy. Đại Lâm Mộc bệt vai hồng đỏ của Đại Lâm Mộc này. Đại Lâm Mộc cái hồng gỗ này này. Rồi còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Em còn một cái màu vàng em đang mặc này. Còn một cái màu vàng em đang mặc này. Một cái màu nâu tây này. Màu hồng đỗ còn 3 cái là hết. Nhá mọi người. 80k. Xả toàn bộ đơn của Hương Trà. Em nhắc lại cho mọi người này. Nhà em nguyên tắc nhá. Nếu ai đang chốt đơn mà cứ chọn cái này xong rồi chọn xong rồi lại xả cái này để đổi lấy cái khác, em xả toàn bộ đơn nhá. Em xả đơn của Hương Trà luôn. Phạm Thái Phương nâu tây, ok Phạm Thái Phương. Tại vì rất là mất công làm xong rồi cuối cùng lại phải like lại á. Em xả đơn của bạn Hương Trà này. Phạm Thái Phương. Ok chị Phạm Thái Phương này. Nhà em làm việc nguyên tắc lắm cho nên là mọi người nhớ cho em với ạ. Phạm Thái Phương ok. Linh Trần trắng là cái gì đấy, không có màu trắng đâu. Em chỉ còn màu vàng, màu hồng đỗ và màu nâu tây là hết rồi. Chị Hà Lương, em chốt cái màu gì, em chốt cái gì thì chốt cái đấy cho em. Rồi. Em xả của Hương Trà cái màu trắng này. Em xả của Hương Trà cái màu trắng. Rồi ok của Linh Trần màu. Linh Trần cái của Hương Trà luôn này. Không chốt cho Hương Trà like này nữa nha. Không chốt cho Hương Trà like này nữa đâu. 80 của Linh Trần ok này. Phương Công ơi chỉ có nhìn thấy em mà. Màu vàng của Bùi Thăng cái màu vàng ok. Ok cái mình mặc là cái của Bùi Thăng này. Rồi nha mọi người. Còn em chỉ còn cái màu em chỉ còn màu hồng đỗ đi. Ba cái màu hồng đỗ với một cái màu nâu tây là hết nha. Nâu tây của Phương Lan Nguyễn này. Này một cái nâu tây của Phương Lan Nguyễn này. Có rồi mà ta. Nhưng mà Phương Lan Nguyễn có rồi mà ta. Chờ xem đi, Phương Lan Nguyễn có cái màu nâu tây này chưa? Phương Lan Nguyễn có đơn rồi, Phương Lan Nguyễn không rồi có màu nâu tây chưa? Nhanh lên. Bùi Thăng em đang mặc đây. Rồi ok. Phương Lan Nguyễn màu nâu tây này. Rồi ok. Rồi nha. Em chỉ còn 3 cái màu hồng đỗ này thôi nha. Rồi xong. Em chuyển sang mã khác. Rồi chuyển sang mã này đi cho nó độc. Mã này. Mã này nhá. Mã này còn nhiều không? Trời ơi nhưng mà nó không còn bao nhiêu. Cái nào mà còn nhiều chốt cho khách cho mọi người khỏi chênh nhau. Ui dồi cứ mặc đi vậy. Đằng nào cũng lỡ rồi. Rồi em chuyển sang mã khác này. Trời ơi, có khi là chị ấy không, không em cứ thay đồ này, lai này lâu lắm. Chị mặc đồ cho em đi. Nó không chị lai đi. Phải chút màu nhá. Mày mặc đi. Em vừa mặc, em vừa thay đồ này lâu lắm. Đây. Cái đấy của Bùi Thăng đấy. Rồi ok, cái mã này bên chiều em đã mặc. Cái này bên chiều em đã mặc và em đã có up lên Facebook rồi này. Còn ít.
Mã này rơi vào tầm 54 kg đổ lại thôi nhá. 54 kg đổ lại cho em. Đây nha mọi người, mã này như thế này. Nó là dáng bẹt vai lệch. Nó là dáng bẹt vai lệch nha mọi người, dáng bẹt vai lệch. Trời ơi, nó toàn mã đẹp, em nói thật là hôm nay em về là toàn mã siêu đẹp luôn. Thế là em tranh thủ em like lẻ luôn cho khách. Chị Nguyễn Thị Sinh, em bán quần nhiều quá rồi, em phải bán ít áo cho mọi người chứ. Mã này là 85k nha mọi người. Mã này là 85k. Còn khá là ít thôi, còn chắc là em thay ít thay độ. Chị thì lát nữa chị mặc cái mã này cho em được, cho khách con. Cái mã này comment cho em là cái này chỉ có hai màu trắng và màu hồng nhá. Em chỉ còn đây là em chỉ bán lẻ ra, cái này là màu hồng này. Cái này là màu trắng này. Em đã mặc up lên rồi. Cái này comment cho em là lệch vai kèm theo trắng hoặc là hồng nhá. Lệch vai. Cái mã này là lệch vai kèm theo trắng hoặc hồng cho em. Đây là một mã màu trắng này. Màu trắng đây. Cái này mặc với short cũng đẹp, chân váy cũng đẹp, mà kể cả mặc với cả quần jean cũng đẹp luôn á. Chốt được một cái chắc em chết. Comment cho em là lệch vai kèm theo màu cho em. Cọt thơm lệch vai màu hồng này. 85k. Cọt thơm này chồng ơi. Cọt thơm này, lệch vai kèm màu cho em nhá. Cọt thơm rồi, khả ái miêu miêu, lệch vai hồng. Khả ái miêu miêu. Khả ái miêu miêu này, ok, khả ái miêu miêu có rồi. Nguyên Quách hồng lệch vai, ok Nguyên Quách. Nguyên Quách vui lòng inbox luôn thông tin cho mình nhá. Đừng quên mọi người ơi, đừng để xả đơn phí lắm ạ. Nguyên Quách có rồi ạ. À, còn ai nữa ạ? Nguyễn Hòa lệch vai trắng hồng, ok Nguyễn Hòa. Lệch vai trắng hồng. 85k của Nguyễn Hòa này, chị cho vào đơn của Nguyễn Hòa hai cái này. Cái này chị bỏ ra đi không phải lẫn với cả cái đơn mới chốt. Nhưng mà có rồi. Chị An Bình lệch vai hồng, ok chị An Bình. An Bình này. Ok chị An Bình lệch vai hồng này. Vợ Kiên Tổ lệch vai hồng. Vợ Kiên Tổ này. Lệch vai hồng này. Ok, cọt thơm thêm trắng này. Cọt thơm thêm trắng này. Của chị Hoài Thị Nguyễn cái hồng này. Chị Hoài Thị Nguyễn cái hồng là hết hồng luôn nhá. Của chị Hoài Thị Nguyễn này hết rồi đúng không chị? Hoài Thị Nguyễn cái em đang mặc nha. Chị Hoài Thị Nguyễn nhớ nhắc em nha chị ơi. Chị Hoài Thị Nguyễn cái em đang mặc này. Em chỉ còn màu trắng. Em chỉ còn màu trắng thôi nhá. Ai chỉ cần màu trắng thôi. Ai chốt màu trắng thì em dễ chốt nha. Chị Hoài Thị Nguyễn ơi, còn một cái thôi. Linh Thùy trắng này. Nguyên Quách ơi, không phải cho thông tin ở đây mà là inbox thông tin cho mình. Inbox nhá, nhắn tin vào Messenger ấy ạ. Linh Thủy có rồi mà, bỏ vai đâu? À bỏ qua đâu? Chết mất. Chị Nghi Hà ơi, chị chậm rồi, em chỉ còn trắng thôi, Linh Thủy có trắng rồi nhá. Vân Còi Navi màu trắng này. Vân Còi. Vân Còi Navi màu trắng nhá. Ok, Vân Còi Navi. Chị Nghi Hà một cái màu trắng này. Màu trắng mặc hơi bị chất luôn bà con. Rồi, em còn hai cái màu trắng là hết nhỉ. Comment cho em là lệch vai trắng là hết nhỉ. Còn đúng hai cái. Cái này màu trắng mặc hơi bị chất luôn. Cái này thêm với cả cái quần sóc đen nữa. Mai Thị Nguyễn chỉ có em thấy em mà. Cái thêm với quần sóc đen nữa thì quá chất luôn. Sóc đen hoặc là chân váy đen cũng đẹp. Nha, chỉ còn đúng hai cái là hết. Hàng Quảng Châu. Chất như nước cất luôn. Chị Hoài Thị Nguyễn thêm một cái trắng. Ok chị Hoài Thị Nguyễn thêm một cái trắng này. Này cho một cái trắng vào của chị Hoài Thị Nguyễn này. Rồi Nguyễn Hòa trắng thêm. Hết là hết luôn. Sang áo kiểu, áo kiểu, áo phông kiểu nhá. Em sang áo phông kiểu nhá. Hàng áo phông kiểu hôm nay thì em thề mọi người, không bao giờ mọi người chê được một tí tí gì luôn. Phương Anh ơi, chị không nhìn thấy comment của em. Hàng hôm nay toàn hàng chất thôi. Đâu áo kiểu đâu. Chị lên cho khách đi. Từ từ đã, để em báo cho khách luôn à. Rồi em lên mà áo kiểu này chị gái em sẽ lên nhá. Chị gái em sẽ like. Bỏ tay. Chị lên mã đấy đi. Chị lên mã đấy đi. Chị lên mã đấy đi. Em lên mã xoắn eo cho khách. Chị mặc chưa?
like được không? Chị like được không? Nếu không thì em thay đồ. Cái đấy còn nhiều không? Ủa thiệt, chị nói chuyện làm gì? Mặc cái nào nó nhiều nhiều mã. Rồi em thay mã cho mọi người nhá. Mọi người muốn like quần à? Mọi người muốn like quần chưa? Để em chuyển sang quần đây. Muốn like quần chưa? Quần nhiều lắm. Quần với chân váy rất là nhiều. Tỏi ơi, tỏi giận gì đấy? Tỏi giận gì đấy? Sang mắt xoắn eo nha bà con. Sang mắt xoắn eo nhá. Xoắn eo hàng chất luôn. Đây chị em đã mặc rồi. Em có cần mặc lại không? Em có cần mặc lại không mọi người? Em lười thay đồ quá à. Mã xoắn eo này này. Bên chiều mọi người nhìn cho em cái hình ở trên Facebook em mặc đó. Là em tự mặc đấy nhá. Là em tự mặc đó. Cái mã xoắn eo này cũng 80k nhá mọi người. Mã xoắn eo này cũng 80k. Em còn là em có là màu vàng này, màu nâu này, màu trắng này, vàng nâu trắng này, màu hồng này. Đấy. Và màu đen nhá. Và màu đen nữa. Và màu đen nữa. Mọi người nhìn trên này. Vàng này, đen này, hồng này, nâu này, trắng này. Đấy, cái mã xoắn eo này nha mọi người nhá. Xoắn eo này mặc với cả quần jean nên là mặc với quần short đều rất là chất luôn. Em đã cái gì nhỉ, em đã mặc, em đã tự mặc và em tự chụp rồi đấy. Mọi người comment cho em là xoắn eo kèm theo màu cho em. Cái mã này tầm 60kg cũng ok luôn nhá. Độ co giãn của nó rất là ok luôn này. Mọi người nhìn cho em này, cái độ co giãn của cái áo này này nhá. Nó là vải nhũ này, nhìn cho em này. Nó là vải nhũ như thế này nhá. Đấy. Và nó là có thiết kế của nó là xoắn eo. Đây em đã mặc rồi. Em đã mặc ở chị Hương Trần ơi, chị vào Facebook em một chút xíu thôi. Chị vào Facebook em một chút xíu. Em mới lúc tối em vừa mặc xong. Mới lúc tối em vừa mặc xong em chụp lên rồi. Em đỡ phải thay đồ nữa. Từ tối giờ thay nhiều quá rồi. Còn bên trên là xoắn eo kèm thêm màu cho em nhá. Em đã mặc rồi. Em đã mặc rồi. Em mặc em chụp thật rồi. Nên là mọi người yên tâm một điều là hàng nó chuẩn hình 100% luôn. Khải Miu Miu xoắn eo vàng này 80k này. Của Khải Miu Miu này. Áo kiểu đây còn gì ở Thúy Hằng Nguyễn. Linh Thủy màu vàng này. Linh Thủy chuyên môn là comment không đúng cú pháp nhá. Linh Thủy ơi. Linh Thủy này. Hải Yến Ngô xoắn eo vàng này. Cái này của Hải Yến Ngô này. Ok, Hải Yến Ngô vàng rồi này. Hương Linh xoắn eo vàng trắng. Thử hết cả vàng luôn này. Hương Linh một cái vàng này, một cái trắng này. Của Hương Linh là hết. Hương Linh này. Vàng này. Trắng của Hương Linh luôn này chồng ơi. Trắng của Hương Linh luôn này. Ok này, xoắn eo đen này. Có màu đen không ta? Rồi, một cái của chị Nghi Hà màu đen này. Chị Nghi Hà 80 màu đen này. Ok này, Hương Lavender màu vàng hết rồi em ơi. Màu vàng hết rồi. Hết màu vàng rồi. Em bây giờ chỉ còn màu hồng này. Màu nâu này. Màu đen này. Nâu tây này. Và trắng. Đấy. Rồi, chị... Phương Lan Hoàng xoắn hồng. Cái này của Phương Lan Hoàng này. Chống nhất luôn của Phương Lan Hoàng này. 2 triệu xoắn eo vàng hết rồi ạ. Hết vàng rồi. Lan Phương xoắn eo đen. Đây chị Lan Phương này. Lan Phương xoắn eo đen này. Nguyễn Phương Anh, chị không nhìn thấy comment nào của Nguyễn Phương Anh luôn. Hết đen rồi, hết đen rồi. Xoắn eo hồng của Phương Lan Hoàng có rồi. Hết đen luôn rồi. Lê Thu Hiền eo trắng, ok chị Lê Thu Hiền này. Có chị Lê Thu Hiền có đơn rồi. Lê Thu Hiền này. Có nhìn thấy Thúy Trần nha, có nhìn thấy Thúy Trần nha. Xoắn eo nâu của Huỳnh Hải Vân. Ok, màu nâu này của Huỳnh Hải Vân này. Có rồi đúng không? Ok, Huỳnh Hải Vân này. Ồ, Khái Miu Miu ơi, rất nhiều người comment mà cứ bảo với mình là comment rồi mà mình không đọc được luôn á. Chả hiểu sao luôn. Chị Lê Thu Hiền màu trắng và màu đen. Hình như chị Lê Thu Hiền có trắng rồi. Như đen chị không có đâu chị ơi. Lê Thu Hiền có đen chưa? Nhìn đi, Lê Thu Hiền có đen màu này chưa? Có trắng rồi đúng không? Thêm đen cho Lê Thu Hiền này. Ok, chị Lê Thu Hiền có đen rồi. Rồi, em chỉ còn là màu cái gì đây? Em chỉ còn hồng này. Với màu nâu, a và màu cái gì nhỉ? Đây nè, em chỉ còn hồng đậm này. Hồng nhạt, à đâu, hồng nhạt, hồng đậm này. Và nâu tây và màu trắng thôi. Hồng đậm, hồng nhạt, nâu tây và trắng nhá. Lê Thu Hiền có 2 cái rồi chị ơi. Lê Thu Hiền dần trắng có rồi. Phương Quân ơi, đó là cái mẫu xoắn eo mà chị chụp ở trên đấy đấy.
mà chị chụp ở trên Facebook đấy. Chị chụp đấy, hình chị chụp đấy. Hương lavender xóa neo nâu tây này. Hương lavender này. Ok này. 80k thôi. Ngọc Hà vàng hết rồi. Mặc được nha Thúy Hằng Nguyễn. Trời ơi mặc có bị chơi luôn. Mặc chất cực kỳ luôn. Xoắn nâu của Huỳnh Hải Vân có rồi. Thúy Trần chốt cái gì đó. Ok Nghi Hà. Xoắn trắng của Phương Lan Nguyễn có rồi mà ta. Em mặc thử một mã nha. Trời ơi khổ lắm. Phương, cái Phương Cun nó giờ nó mới vào. Nó chưa được nhìn. 80k thôi. Xoắn trắng của Thúy Hằng không giấu. Úi dồi ôi. Ừ. Thúy Hằng không giấu. Nguyệt Diamond xoắn nâu. Ở Nguyệt Diamond này. Có rồi mà đúng không? Nguyệt Diamond nâu này. Rồi. Em còn 1, 2. Em còn 2 cái màu trắng này. Một cái màu hồng này. Một cái màu hồng nhạt này. Một cái màu hồng đậm này. Một cái màu nâu tây này. Đấy. Là hết. Thúy Hằng à, gì đây? Vân Trần xoắn nâu trắng. Ok của Vân Trần không giấu này. À cả nâu nữa à. Vân Trần cả nâu nữa. Vân Trần cả nâu nữa. Ok Vân Trần có 2 cái rồi nha. Vân Trần có 2 mã rồi. Thúy Hằng Nguyễn xoắn nâu. Hết nâu luôn rồi. Bây giờ chỉ còn hồng, hồng nhạt, hồng đậm và trắng. Hồng nhạt, hồng đậm và trắng thôi. Em chỉ còn hồng đậm, hồng nhạt và trắng. Em không còn giả váy đâu chị cá thể ơi. Nha, chỉ còn hồng đậm, hồng nhạt và trắng thôi nha. Mặc lên siêu chất luôn. Chị Trang Nguyễn ơi, chị xem ở trên ảnh trên Facebook em mới up xong đó. Em mới chụp up xong đấy, cái mẫu xoắn eo này. Vải nó là vải nhũ này. Mọi người ơi, cái vải này, cái mã này nó ngày trước nó giá nó rất là cao luôn. Lần này em ôm số lượng rất là lớn nên mọi người mới được giá đấy. Nó là vải nhũ như thế này đấy nhá. Nó là vải nhũ đấy và dáng của nó dáng xoắn eo. Mặc lên nó mới biết được nó chất như thế nào. Rồi. Thúy Hằng Nguyễn xoắn hồng đậm này. Cái này của Thúy Hằng Nguyễn không giấu. Có đơn rồi đúng không? Thúy Hằng Nguyễn không giấu này. Chưa có à? Thúy Hằng Nguyễn không giấu. Rồi, Thúy Hằng Nguyễn không giấu, ok rồi này. Phương Lan Nguyễn bọc chưa có trắng. Chồng xem đi. Phương Lan Nguyễn. Phương Lan Nguyễn có trắng chưa? Ok, Phương Lan Nguyễn có trắng này. Rồi, ok ok, Phương Lan Nguyễn có trắng rồi. Phương Lan Nguyễn có trắng rồi nha. Em chỉ còn là, cái này là màu hồng đậm này. Em chỉ còn màu hồng đậm này. Mặc rất là chất luôn. Màu hồng nhạt này. Đấy, chỉ còn 2 cái hồng đậm, 2 cái hồng nhạt là hết. Nha mọi người. Comment cho em là xoắn eo kèm theo màu cho em. Xoắn eo kèm màu. Xoắn trắng không còn đâu, chị Diệp Hoàng chậm rồi. Chị Diệp Hoàng chậm rồi. Mọi người muốn xem mẫu này như nào cứ lên trên ảnh bìa Facebook của em. Em lên ảnh bìa Facebook của... À, cứ bật ảnh bìa. Lên trang cá nhân của em á. Em vừa mới up lúc tối xong, em vừa chụp xong, em tự chụp em luôn á. Thúy Ngân hồng đậm, ok Thúy Ngân. Tại vì em thay đồ quá nhiều từ tối giờ rồi nên em ngại thay lắm. Thúy Ngân không giấu này. Hồng đậm này. Rồi còn ai nữa không ạ? Em còn chỉ còn hồng nhạt với cả màu hồng đậm thôi. Kim Tiểu Tươi xoắn eo hồng đậm này. Lá hết hồng đậm luôn. Chỉ còn hồng nhạt. Kim Tiểu Tươi này. Rồi 80k. Chỉ còn hồng nhạt thôi. Mọi người chốt nốt đi cho em nào. Trời ơi còn nhiều mã lắm. Trời ạ. Chị có like không? Chị có like không? Ơ à, like thì like đi lại gần. Vẫn là đây em chỉ còn màu hồng. Màu hồng nhạt đi nhá. Mặc rất là tôn da luôn. Còn màu hồng nhạt thôi. Chân váy like sau đi. Em không like chân váy bây giờ đâu. Bởi vì like chân váy nó còn lẻ sai lắm. Em còn lẻ sai lung tung lắm. Em còn màu hồng nhạt thôi nhá mọi người. Chỉ còn hồng nhạt thôi. Vải đó là vải nhũ luôn nhá. Rồi. Còn màu hồng nhạt. Mẫu này chị bán mặc có 2 cái. Đứng mẫu. Bán chọn cái. Bán mặc
còn hai cái đúng không? Đấy cái đấy. Trời ơi. Tiếp Nga tiếp sang mẫu áo phông Quảng Châu này. Nga tiếp đến mẫu áo phông Quảng Châu này. Cái này còn nhiều không? Chị xem đi, còn nhiều không? Xem mấy màu. 1 này, 2 này, 3 này. Không có nhiều đâu. Đây mọi người, lại tiếp áo phông Quảng Châu nhá. Hàng áo phông Quảng Châu có hình bông tuyết như thế này. Hàng rất là chất luôn và nó là hàng, em phải nói là cái chất của nó thì không thể chê được một tí gì luôn. Mã này rơi vào tầm 55kg đổ lại cho em nhá. Mọi người nhìn độ co giãn của nó này, 55kg đổ lại cho em. Cái mã này là 80 nhá, mọi người comment cho em là bông tuyết này. Nó đây là cái hình bông tuyết kim sa nhá. Đây là em có màu hồng này, màu rêu này. Comment đúng cú pháp cho em nhá. Bông tuyết kèm theo màu cho em. Đây là màu rêu này, màu rêu cho em nhá, hàng Quảng Châu. Màu vàng có đúng một cái thôi, màu vàng còn đúng một cái. Và màu cam nha mọi người, đây là màu cam này. Comment cho em là bông tuyết kèm theo màu màu cam này, màu rêu này, màu hồng này và màu vàng nhá mọi người, và màu vàng. Đấy, comment cho em là bông tuyết kèm màu cho em. Bông tuyết kèm màu cho em. Trời ơi. Bông tuyết hồng của anh Nguyễn Văn Ngọc này. Nguyễn Văn Ngọc đơn mới. Nguyễn Văn Ngọc này, 80k. Cái này còn ít lắm, còn sót ít thôi. Thảo Viên Võ bông tuyết vàng. Ok chị Thảo Viên Võ này. Này cho luôn vào đi. Thảo Viên Võ 80 vàng rồi này. Lan Phương bông tuyết vàng hết rồi. Lan Anh Phạm bông tuyết rêu. Lan Anh Phạm hàng quá chất luôn. Lan Anh Phạm. Cả khách cũ đến khách mới đều inbox cho em nha. Khách cũ chỉ cần inbox cho em là có đơn là được. Bà bảo là tô bông tuyết hồng. Ok bà bảo. Bà bảo là tôi này. Hàng quá chất luôn rồi. Bà bảo là tôi này. Elena Nguyễn bông tuyết hồng. Hết hồng luôn rồi. Elena Nguyễn này. Chị ơi, Elena Nguyễn. Cho vào có đơn Elena Nguyễn này. Chị Thảo Viên Võ có rồi. Em hết hồng rồi, em còn rêu và cam nữa nhá. Em chỉ còn màu rêu và màu cam, đây là màu rêu này. Em chỉ còn rêu và cam nhá. Rêu và cam cho em. Em đọc màu nào thì có màu đấy nhá mọi người. Vân Còi Navi màu cam là hết luôn này. Vân Còi Navi 80 màu cam này. Đấy. Trời ơi, chồng ơi cắm lại cho vợ cái. Sao nó không vào vậy? Sạc pin cắm lại lỏng rồi. Nó lại hết pin rồi. Cắm lại đi, hình như nó lỏng sao á. Em chỉ còn màu nâu, em chỉ còn tám, em chỉ còn bông tuyết màu nâu thôi nha. Em chỉ còn bông tuyết màu nâu cũng chả biết nữa. À màu rêu, màu rêu. Em chỉ còn bông tuyết màu rêu, màu rêu. Không xem được cái đấy đâu. Thảo Viên Võ màu rêu có rồi đúng không? Thảo Viên Võ màu rêu có chưa? Chưa. Rồi ok, Thảo Viên Võ một cái màu rêu này. Ngọc Hà bông tuyết rêu này. Ngọc Hà này. Của Ngọc Hà có rồi. Bông tuyết rêu có rồi này. Rồi còn ai nữa? Lê Hà không giấu rêu này. Lê Hà không giấu rêu này. Còn một cái rêu cuối cùng. Còn một cái rêu cuối cùng thôi nha. Em chỉ còn một bông tuyết rêu cuối cùng thôi. Em chỉ còn một bông tuyết rêu cuối cùng. Hằng Phạm không giấu này. Cái này của Hằng Phạm không giấu rồi. Hằng Phạm này. Hằng Phạm không giấu này. Rồi ok sang. Sang cái gì? Áo còn nhiều lắm. Áo còn nhiều lắm nhưng mà còn nhiều mẫu lắm. Em về đợt này siêu nhiều mẫu luôn. Em sẽ bán dần dần thôi chứ còn một hôm em không thể chốt hết được đâu. Tiếp sang áo kiểu tiếp nha mọi người. Cái này nó là đan dây nha mọi người. Mã này là mã đan dây này. Mã đan dây này 55kg đổ lại cho em nhá. 80k comment cho em là đan dây kèm theo là màu cam và màu trắng. Còn mấy cái em bán nốt. Chỉ còn cam và trắng. Đan dây kèm theo cam hoặc trắng cho em 80k. Đan dây kèm theo cam hoặc trắng cho em nha.
Đây, chân váy không còn bút chì đâu mọi người, đừng hóng. Đừng hóng chân váy bút chì làm gì không còn đâu. Đan dây trắng của Linh Thùy. Linh Thùy. Đơn của Lily đâu, bỏ ra cho em, lát nữa sẽ trả đơn của Lily. Lily nghi rằng là khách xỉ nhưng không biết xỉ như thế nào. Linh Thùy đan dây trắng, ok, ghi cho vợ là 80k rồi không quên ạ. Elena Nguyễn đan dây trắng. Đơn của Lily đâu? Rồi. Elena Nguyễn có rồi. Có nhìn thấy Ngọc Ánh mà. Su Su đan dây trắng. Đã hết trắng luôn rồi. Su Su đan dây trắng này. Lily có ở đây không ạ? Lily có ở đây không thì nói lại cho mình ra là bạn có chọn nữa không? Nếu bạn không chọn thì là mình xả đơn nhá. Rồi em chỉ còn là đan dây màu nâu thôi. Em chỉ còn đan dây màu nâu nhá. Chỉ còn đan dây màu nâu tây. Màu nâu tây mặc rất là trẻ luôn. Cổ chữ V. À màu cam chứ nhở. Rồi Phương Cun màu cam này. Em này gọi nó là màu nâu. Cái này của Phương Cun này. Ừ đấy. Cái đấy đơn đấy chưa đi cho nó đúng không? Ừ. Rồi Phương Cua màu cam này. Thu Hương màu cam này. Của Thu Hương không giống màu cam này. Thu Hương không giống màu cam này. Rồi cái này của chị Vân Trần một cái này. Em gọi là màu cam hay màu rêu. À màu hay màu nâu đều được nhá. Ừ thì có ghi đây. Thì chắc là khác nhau đấy. Vân Trần này. Rồi còn một cái nữa của Đại Lâm Mộc là hết. Đại Lâm Mộc. Trời ơi, toàn mã đẹp thôi. Cái gì qua lấy đâu. Vân. À Đại Lâm Mộc. Hết. Bạn Lily có ở đây không ạ? Bạn Lily không có ở đây, mình sẽ xả đơn nhá. Để mình hỏi lại xem Lily có chốt đơn không. Chứ mình không muốn là Lily chốt đơn xong rồi là Lily để đây không biết cách xỉ như thế nào đâu nhá. Trời ơi, áo kiểu nữa này nhiều lắm. Em về nhiều hàng áo kiểu lắm ấy. Ô chị Lai nhiều đồ lắm anh ngủ ơi. Chị Lai chị chuẩn bị Lai sang quần bây giờ đấy. Chuẩn bị Lai sang quần đến nơi rồi. Em còn nhiều mã áo kiểu lắm. Siêu nhiều mẫu luôn mà không có thời gian mà làm ấy. Ô cái này, mã này khác đúng không? Rồi. Mã này không còn dùng từ gì để diễn tả được, nó quá là đẹp luôn á. Mà áo kiểu này nhá mọi người, cái này nó có khuyển đây và nó có đính phụ kiện ở đây nữa nhá. Cái mã này nó, cái này nó giống giả dạng như giả dạng choker á. Em cái này em chỉ còn mấy cái thôi. Đây có màu trắng vàng và cam, mã này là 90k nhá mọi người. Chất siêu đẹp luôn, không thể dùng từ gì để diễn tả được, nó đẹp lắm ấy. Cái mã này siêu đẹp luôn, hàng Quảng Châu 100% nhá mọi người. Đây, cái này comment cho em là 90 trắng này, 90 vàng hoặc 90 đỏ nhá. Mã này còn lẻ có 3 cái. Có màu vàng chị đang mặc ở đây, đây đây. Chị gái em đang mặc màu vàng đây, chị ơi ra đứng cho khách coi này. Chị ơi cúi xuống cho khách coi, em không cần nhìn thấy ở dưới đây. Chị bỏ tóc ra khách không nhìn thấy đâu. Đây nha mọi người, chị gái em nha mặc cái mã này chị kéo xuống để khách không nhìn thấy cổ. Đấy, cái mã giống như chị gái em đang mặc nhá, đấy. Cái mã này là 90k cơ. Mã này là 90k. Comment cho em là 90 vàng, 90 trắng hoặc 90 đỏ nhá. Còn mấy cái thôi. Chị bỏ cái màu vàng đấy ra giả khách đi. Mai Thị Nguyễn 90k là gì có 90k em ơi. Thuy Phan không giấu 90 trắng. Ok Thuy Phan không giấu này. Rồi em quyết định xả đơn của Lily nhá. Thuy Phan không giấu này. 90 của Thuy Phan không giấu này. Nguyễn Văn Ngọc 90 vàng. Ok Nguyễn Văn Ngọc này. Nguyễn Văn Ngọc 90 vàng này. 90 vàng của Nguyễn Văn Ngọc. 90 vàng của Nguyễn Văn Ngọc. Ok, mơ mặc cái mẫu nào nó nhiều nhiều cả. Chị mặc cái đấy không hợp đâu. Rồi em còn 90 đỏ nhá. Em còn một cái vàng và một cái đỏ. Còn một cái vàng và một cái đỏ. Mai Thị Nguyễn đỏ. Ok Mai Thị Nguyễn này. Còn Mai Thị Nguyễn cho nó lên trên kia đi. Lên ghế đi. Mai Thị Nguyễn rồi ok này. Còn một cái vàng. Còn một cái vàng cuối cùng của mắt nâu. Đi. Cái ngồi chặt chặt tết rồi lai hả. Các bạn phải nhanh tay lên chứ nhỉ. Nhanh.
mắt đâu này, 90 vàng của mắt đâu này, ok, hết mã đỏ. Trời ơi, còn nhiều thế này. Thôi em lai sang quần nhé, chứ còn nhiều lắm. Trời ơi, còn nhiều lắm. Mắt đâu chị Anh đang mặc. Nhiều lắm ấy, em nhiều áo kiểu lắm mà bây giờ. Ô, cái áo vừa đang mặc vừa nãy của ai nhỉ? À, Hoài Thị Nguyễn à? Chắc chưa? Cái túi đâu? Đúng không? Rồi em sang cái mẫu này nhá, cái mẫu áo yếm nhá. Em like nốt cái mẫu áo này xong em chuyển sang quần nhá. Hôm nay nay anh nhiều áo quá rồi. Còn mẫu thì em nhiều lắm, mẫu em còn nhiều vô kể luôn. Còn siêu nhiều mẫu. Rồi đưa cái này của bạn của mắt nâu này. Đây của mắt nâu đấy. Thả vào đây. Bà bảo là tôi không còn chân mày bút chì được hay hóng chân mày bút chì là ăn gì? Không còn đâu. Mà đấy là khách chỉ lấy sách rồi. Tiếp em sang đến cái mẫu áo giả yếm nhá mọi người. Mẫu áo yếm này mặc với cả quần jean siêu bị siêu chất luôn này. Nhưng mà khéo em mặc trùm ra ngoài luôn nhá, vì em lười thay đó. Từ tối giờ thay nhiều mẫu quá rồi. Xỉ inbox Zalo trước khi chốt đơn giúp em nhá. Like lên xả đơn của bạn Lily nhá. Em nói này, các bạn khách xỉ thì các bạn cũng lấy hàng thì các bạn cũng nghiêm túc giúp em với ạ. Thứ nhất, khi mà mọi người, nguyên tắc của mọi người này, khi mà mọi người muốn lấy xỉ ở một chỗ nào đấy thì mọi người cũng phải hỏi người ta trước xem xỉ như thế nào rồi mọi người hãy chốt đơn. Chốt một lần xong hỏi xỉ như thế nào đấy là chắc chắn những cái đơn đấy là em sẽ không bao giờ em chốt. Nên mọi người nhớ cho em với ạ. Đây cái này em lại, nó lại cái trúc cơ cái này nó lại không hợp với cái áo này. Nó là cái dạng áo giả yếm nhá. Áo giả yếm như thế này. Đấy cái này mặc với cả quần short sẽ đẹp hơn là mặc với chân váy. Em đang mặc với chân váy thì mọi người hơi khó hình dung nhá. Mã này là 85k. Comment cho em là yếm. Comment cho em là yếm 85 thôi là được. Comment cho em là yếm 85 nhá. Comment cho em đang mặc hai cái nên nó hơi bị phồng phồng nhá. Cái tay ở trong nó là tay phồng mà. Em mặc hơi bị phồng phồng. Mã này là 85k. Mặc rất là đẹp luôn. Đấy. Comment cho em là yếm 85 cho em. Yếm 85. Mẫu thì ở trên ảnh ai ở trên trang chủ Facebook em đã có rồi. Hàng Quảng Châu nha mọi người. Mẫu trên trang chủ Facebook của em có rồi. Trên trang chủ em mới up xong, em mới up tức thì lúc chiều xong ạ. Rồi hồng có gai yếm 85, một cái hồng có gai của hồng có gai một cái này. Hồng có gai. Hồng có gai hôm trước tôi chốt đủ đơn không ta? Còn ai nữa không ạ? Còn ai thích mã này nữa không ạ? Rồi, em chuyển sang mã khác đi. Chị mà xong chị ra đến ngồi thì cách chốt được gì? Đâu, cái đấy đâu, cái mã đấy đâu? Mã chị đã mặc hả? Ủa, ồ, chị, đối tất nhiên là chị không mặc cái đấy đâu. Rồi, thế này. Em sang một tí váy nha mọi người, em sang váy đuôi cá một chút xíu xong em chuyển sang quần. Em sang váy đuôi cá một chút xíu xong chuyển sang quần nhá. Chị cầu vòng một cái yếm. Cho chị cầu vòng một cái đi. Cầu vòng có rồi. Cho chị cầu vòng một cái. Mã này 60kg mà cũng vừa luôn nhá. Mã này 60kg mà cũng vừa. Rồi em chuyển sang váy một chút xíu nhá. Một chút xíu váy, váy đuôi cá thôi. Váy thiết kế sau đó thì em sẽ chuyển sang quần cho mọi người. Em không like áo, áo nhiều quá rồi, từ tối ra like nhiều quá rồi. Để em chút xíu em chuyển mã nha. Áo này của ai này, mình chị ơi? Chân váy. À áo, à váy đi cả. Vải quá đẹp luôn. Để em tí xong em là thay mã cho mọi người. Đây nha mọi người. Em cho mọi người xem cái dáng này. Mã này sẽ rơi vào khoảng tầm là 50, như ai khoảng tầm 5, chị Ánh bao nhiêu cơ? 53kg đổ lại cho em, nó có co giãn nha mọi người. 53kg đổ lại cho em, nó là dáng co giãn này. Dáng co giãn và nó ở dưới là chân của nó là đuôi cá luôn. Nhìn cho em này. Mã này là 95k nha mọi người. Hàng này là hàng thiết kế nhá. Mã này là 95k cho em. Đấy. Nhìn cho em này. Mã này là 95k nhá. Cái này rơi vào tầm là 52-53kg là mặc sẽ đẹp hơn em. Tại vì em là cái bụng của em nó hơi bị bé. Cho nên là khi mà mặc lên nó chưa được sát eo. Nên là
nó chưa thành cái dáng, lên dáng của nó phải chuẩn với như thế này nó mới đẹp, lên dáng phải như thế này nó mới đẹp được. Nhưng của em cái bụng em, cái em hơi bị bé bụng, đâm ra là nó sẽ bị khó. À, cái mã này là 95k, em xem còn mấy màu nhá, em chỉ chốt nốt cái này sẽ sang quần nhá. Mã này em có cái này là màu xanh coban này, màu trắng này, màu đen này, màu đỏ này, hết chưa? Màu hồng nhá, màu hồng này và màu tím hoa cà đấy, bảng màu rất là đẹp luôn, bảng màu rất đẹp luôn nhá. Đấy, comment cho em là 95k kèm theo màu cho em, 95 kèm theo màu cho em. Đây là hàng thiết kế nhá mọi người, đây là hàng thiết kế, nhớ cho em là hàng thiết kế này. Đây là em có màu xanh coban đang mặc này, màu tím hoa cà này, màu hồng này, màu đỏ này, màu đen này và màu trắng cho em nhá. 95 kèm theo màu cho em. Xanh coban của Lan Anh Phạm. Chất vải nó không phải là cái vải cắt hàn đâu mọi người ơi, cái vải của nó là vải tuyết mưa, chất ươm mi rất là đẹp nhá. Lan Anh Phạm, hàng thiết kế mà. Chị Lan Anh Phạm này. Rồi ok, Lan Anh Phạm có rồi. Thanh Thùy 95 hồng. Thanh Thùy. Hồng còn một cái thôi đúng không? Thanh Thùy này. Ok, của Thanh Thùy có rồi. Thuy Hằng không giấu xanh coban. Thuy Hằng không giấu xanh coban này. Thuy Hằng không giấu xanh coban này. Ok, chị Thuy Hằng không giấu xanh coban rồi này. Bà bảo là tô màu hồng hết rồi. Đen của Linh Vũ không giấu. Đây, Linh Vũ không giấu này. Ok, Linh Vũ không giấu này. Hằng Phạm không giấu đen này. Hằng Phạm, Hằng Phạm có rồi. Hằng Phạm không giấu có rồi. À, mắt nâu đen hết rồi. Em chỉ còn trắng này, tím hoa cà này, màu đỏ đô này. Đấy, trắng này, tím hoa cà và đỏ đô. Trắng của Hồng có gai có rồi, chưa có rồi đúng không? Hồng có gai, Hồng có gai trắng này. Hết đen rồi. Quỷ nhỏ Hoàng Thơ màu đỏ này. Quỷ nhỏ Hoàng Thơ. Đỏ của quỷ nhỏ Hoàng Thơ ok rồi này. Bà bảo là tôi trắng hết rồi. Còn đỏ với cả, còn đỏ với cả màu tím hoa cà thôi. Còn đỏ với màu tím hoa cà này. Mặc cái màu này lên hơi bị chất, nó hơi bị đẹp luôn. Nó không hề già một tí nào luôn. Mọi người đừng tưởng nhá. Em sẽ mặc thử cho mọi người xem. Nó là cái màu đẹp nhất trong bảng màu. Nó là màu đẹp nhất trong bảng màu luôn. Nhá. Nhìn xem này. Đây là cái màu tím hoa cà này. Em cho mọi người, em ướm lên người cho mọi người nhìn này. Đây là màu tím hoa cà nhá. Em còn hai cái tím hoa cà này. Với một cái đỏ nữa là hết. Comment cho em là 95 kèm màu nhá. Đây em sẽ chuyển sang quần chứ còn áo em nhiều, còn nhiều mã lắm. Còn siêu nhiều mã luôn mà, em sợ mọi người không đủ, không đủ sức để mà chốt được, tôi chốt nhiều áo quá thì cũng khổ. À gì nhỉ? Trước khi chuyển mã thì em xả đơn của bạn Lily nhá, mọi người chứng kiến giúp em gọi bạn Lily rất nhiều rồi nhá. Bạn Lily này là báo đặt một loạt hàng xong rồi mới báo là hỏi là tỷ như thế nào. Thì em hỏi bạn cọc chưa, bạn chưa cọc, chứ vì vậy nên em xả đơn của bạn Lily nhá. Có công bố với mọi người luôn nhá. Có công bố mọi người luôn này. Rồi, cậu bạn Lily này có một cái 80 đen, à 80 bi hồng này. Em còn cái 80 bi hồng của bạn Lily này. Em giữ em mà. Đây. Rồi, xong máy của vợ bị đơ rồi này. Máy bị đơ rồi, máy bị đơ rồi. Đây mọi người ơi, em còn cái bi hồng này. Rồi cho tiêu sâu luôn đi, 80k này. Của tiêu sâu này. Cho tiêu sâu luôn đi này. Rồi, ok nha mọi người, chứng kiến giúp em này. Em xả đơn của Lily vì em hỏi mà Lily không trả lời nha. Rồi, và em có ba cái 90k, cái bệt vai này. 90k này, comment cho em là 90 trắng này, hoặc 90 hồng, hoặc 90 nâu tây nhá. Còn ba cái, 90 trắng, 90 hồng, hoặc 90 nâu tây. Trời ơi, sao bị đơ quá nhở. Mạng bị đơ rồi.
ba cái nha. Trắng, hồng, nâu tây, ba cái. Đây một cái mã con canh đang mặc này nữa. Một tân luôn đi. Cái này có men trên là kẻ nhá. Cái này có men trên là kẻ này. Mã này là kẻ cho em này. Chồng mặc áo cho nó đi. Khổ tân nó. Khổ tân con canh quá. À... cái gì đây? Nguyễn Hòa, chị Mây trắng và nâu. Này Nguyễn, coi trên này của Nguyễn Hòa này. Chị Mây trắng và nâu. Ok. Tối à? Ôi dồi ôi. Sao lại tối vậy? Chết rồi, máy làm sao nó đơ quá. Sống cái máy đơ quá rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mọi người ơi, mọi người có thấy bị đơ không ạ? Sống rồi, bị đơ rồi, đơ rồi, đơ rồi. Chết rồi. Đây này. Chúng ta nhìn này. Đơ rồi. Mọi người ơi, từ từ đã, máy em đang bị đơ rồi. Tôi chết rồi, phải vào lại rồi. Đơ lắm, đơ lắm. Chết rồi, đơ rồi, đơ rồi, đơ rồi. Đợi em chút xíu nha, máy em đang bị đơ. Đơ rồi đây này. Khổ ghê đấy nhỉ. Máy em bị đơ rồi. Thoát ra đi vào lại. Chị đuổi thế mà chị cũng làm được. Đi sơ viên nó vào. Để chấp nhận được. Nhìn. Đơ rồi, đơ rồi. Rồi làm nào bây giờ? Trời ơi. Không thoát ra được đây này.